có một chiều không gian của sự nhận biết mà không phải là suy nghĩ. Nhận biết mà nó không phải là suy nghĩ. Nghe tiếng chữ hành nói, thấy khuôn mặt chữ hành mà không không hề suy nghĩ. Có bạn nào đang cảm được cái đó, đang cảm được cái sự nhận biết đó trong lúc này không? Thì có thể chia sẻ. Sẽ bật mic lên. Chú mời Hà. Dạ vâng, cháu xin chia sẻ một chút ạ. Thời gian gần đây thì cháu cũng có cái sự cảm nhận về cái chiều không gian này nó rõ hơn. Nó rõ hơn so với trước rất là nhiều. Thì ngay khi mà chú nói về cái không gian sự nhận biết, có nghĩa là nó chỉ có cái sự nhận biết ở đó thôi. Sau nó là cái nền sau tất cả những cái mà suy nghĩ hay cảm xúc của mình, thì nó là cái nền đó. Cái nền Dạ. nó không phải là vắng bặt tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc, nó có tất Vâng, cả đúng những không? cái đó của Dạ. những cái đó, nhưng mà cái đó nó nằm theo cái nền đó. Dạ vâng. Nó giống như là cái tâm tĩnh lặng của mình ấy. Bây giờ cháu cảm nhận rõ hơn rất là nhiều so với trước cái sự tĩnh lặng của mình. Nó chính là cái tâm của mình khi mà nó hoàn toàn tĩnh. Nó không có, hoặc nó tĩnh hay không tĩnh, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái chiều sâu và cái chiều tĩnh lặng của cái tâm đó, hay là của cái nền đó. Mà trên đó thì nó có những cái cảm xúc nó hiện lên, hay là những cái bất cứ những cái gì nó hiện lên thì mình cảm nhận được. Có nghĩa là mình vẫn cảm nhận được cái chiều sâu của sự tĩnh lặng, và mình vẫn nhận biết được những cái gì nó đang trồi lên ở trong mình. Mà nó không Thì phải là suy nghĩ, mà nó không vâng phải ạ. là... Vâng. Đó đó chính là cái nền mà Thì chú vâng. Cái mà chú nói đấy ạ. nó có cái có một vị thiền sư nói là tỉnh thức giữa lòng thực tại, Dạ. chắc hiểu không? Nó bây giờ Dạ. nó hợp lý lắm, cái câu đó nó hợp Dạ lý lắm. vâng. Là Vâng. Bây giờ cháu. nó vẫn tỉnh táo giữa tất cả những cái hỗn độn của suy Dạ. nghĩ của, đương nhiên lúc Dạ. nó không có suy nghĩ và cảm xúc thì nó về rồi, nó thấy nó trong Vâng vẹn, ạ. nhưng ngay cả Vâng. lúc có suy nghĩ nó cảm xúc nó vẫn Vâng. len lỏi ở trong đó, nó vẫn Dạ vâng, nó như vẫn như là đại dương, như là nước vậy đó, nó vẫn nằm. trước, nếu mà chú nói cái câu đấy, cháu chưa bao giờ nghe thấy cái câu này, cháu chưa bao giờ nghe thấy cái câu chú vừa nói, Thức nhưng mà lòng bởi bây giờ khi mà cháu nghe thấy thì là cháu hiểu ngay, bởi đúng vì rồi, mình đã cảm được cái điều đó rồi, đúng rồi. mình cảm được cái sự tĩnh lặng ở đằng ở cái sau cùng mà chú vẫn nói, là cái mà nó đằng sau tất cả những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình, nó là bây giờ cháu cảm nhận được cái đó, nên khi chú nói cái câu này lên thì là cháu hiểu ngay. Cái đó nó nhận ra lúc mình suy nghĩ, Dạ. nó cũng nhận biết Yeah. mình suy Vâng. nghĩ. Mình nói cái gì đó đó, miệng thì mình nói vậy, nhưng mà trong tâm mình nghĩ khác, nó cũng thấy cái đó luôn, đúng không? Dạ. Thì cái đó đó, cái mà hôm trước mà chủ hỏi là việc thẳng đó, việc thẳng bảo cháu không có thấy gì thú vị, chú Hạnh có mời cháu lên nói chuyện gì. Dạ. Thì việc thẳng, tự việc thẳng là Vâng. cái người Việt Vâng. này, Đúng nhưng mà rồi ạ. cái nó Vâng. nhìn thấy việc thẳng, đúng không? Cái đó vẫn Dạ. là việc thẳng, Đấy, Việt Thắng vẫn chưa cảm nhận được cái sâu ở đằng sau, cái mà nó đang nhìn biết, thấy những việc cái thẳng mà Việt Thắng đang nghĩ. à, đó cả Vâng, cái việc thẳng nói được từ từ cái đó, vâng, từ vâng. cái trường Đúng của sự ạ. nhận biết đó, Vâng, nhưng mà chưa cảm được cái đó. ở đây Nói chưa từ cái thấy được đó cái nhưng đó, mà lại, nói vâng, nói là nói do từ cái cái đó đó. nó thấy, cái đó Vâng, nó vâng. thấy, và việc Dạ. thẳng tưởng việc thẳng là nhân vật này à, Vâng. Dạ. Lúc rồi cháu cũng có nghe đoạn đó, nên cháu cũng. mình là cái nhân vật được nhìn thấy, đúng không? Dạ. Tất cả Vâng. những cái gì mình làm mình nghĩ đều thấy được hết đó.
Dạ, Nếu các dạ. bạn đang cảm được cái đó thì cái đó là Vâng. cái trường nhận biết nó đang có mặt ở đây. Đấy, và chính là cái mà mình đang nói ra những cái điều đó chính là cái đó đấy, nhưng mình không cảm nhận được. Thì lúc đấy chú muốn gợi cho bạn ấy để bạn ấy cảm nhận được cái đó, nhưng mà bạn vẫn không cảm nhận được. Chú vẫn nói là chú hôm đó chú có hướng dẫn cho bạn Việt Thắng là cái gì nó biết là cháu đang là bạn Việt Thắng nói lên những cái suy nghĩ đó, nhưng mà Việt Thắng chưa cảm sâu được cái đó. Cháu cũng thấy là chú muốn cho bạn ấy ngộ ra được cái không gian đó, nhưng mà bạn chưa chưa ngộ ra được. Chuyện sao không có nhất thiết Dạ. phải ngồi liền, nhưng mà nhiều khi nó ngồi Vâng, liền, vâng. nhiều khi nó ngồi Từ ra liền. từ. Dạ, cũng có khi nó ngộ ra liền, nhưng mà có khi là cháu thấy hôm nay cháu có thấy đoạn đó. Có khi mình cứ nhớ lại cái câu đó mà mình Vâng. bừng sáng lên, Dạ, vâng, nó nhận ra bừng sáng từ cái chỗ đó. cái sự bừng sáng của Vâng. hiện hữu. Mình đang nói từ cái đó mà mình không không biết, không cảm nhận được. Mình vẫn dùng cái đó, mình vẫn Vâng ạ. Vâng ạ, đấy. cái đó nó vẫn ở đây. Thì tại nó luôn theo mình mà chú, đúng không ạ? Mình không biết Nó thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng luôn theo mình, nó vẫn luôn chính những cái điều mình nhận ra là chính là cái đó nó nhận ra, nhưng mà mình không nó biết hiện thôi. Mình cứ nghĩ ra. là tất cả mình đều nghĩ là mình đều bị đồng hóa, tất cả nó đang bị lẫn lộn vào nhau, mà mình chưa phân biệt được cái nào là cái nền và cái nào là những cái mà nó hiện lên trên cái nền đó. Vấn đề là do mình chưa phân biệt được hai cái nên mình đang bị lẫn lộn, giống như là mình đang bị đồng hóa nên mình chưa phân biệt, chưa cảm nhận sâu được vào cái kia, chưa nhận cảm nhận sâu được vào cái không gian kia. Trong lúc mà mình ngồi với nhau như thế này này, cái đó nó bị hiện rõ lắm, dễ Vâng. cảm nhận lắm. Nếu các bạn không có vướng bận suy nghĩ, không có chạy theo một cái dòng suy nghĩ, không có bị cái suy nghĩ nó đồng, mình không có đồng hóa với suy nghĩ, có thể nó đã ở đây rồi nhưng mà mình không có nhận, Dạ. mình không có Vâng. nhận được. Vâng. Nó luôn ở đây mà mình không chưa. Đó, cái tiếng tùng nó nằm ngay giữa cái não của mình, các bạn có thấy không? Nó nằm ngay giữa cái đầu của mình đó. Thì cái này đó, nó các bạn có thấy chú, cái hình của chú đang đang cho đang để trên 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 màn hình không? Dạ, có thấy chưa ạ? Thì con mắt thứ ba nó nằm ngay đây này. Cái con mắt mình thường thường là mình nó nằm ngay đây, nhưng mà thực sự đó, con mắt thứ ba nó nằm ngay chỗ tiếng tùng đó, từ tiếng tùng mình nhìn ra đó, đó. Từ trong cái đầu của mình nhìn ra ngay giữa trán đó, thế nên con mắt thứ ba là thực sự nó là tiếng tùng đó. Tại vì từ đây đó, bây giờ các bạn thử ha, các bạn nghe, các bạn nhìn từ cái chỗ này ở trong cái đầu mình, nó không phải là suy nghĩ, chỉ nghe từ cái chỗ thôi, nghe nhìn từ cái chỗ đó. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn cái hình trên Zoom, nhìn cái mặt chủ, nhìn cái mặt Hà, nhìn cái mặt ai đó, nhìn nhìn từ cái chỗ tiếng tùng này. Thì nếu mà các bạn kết kết nối được với cái nhìn đó, cái nhìn từ tiếng tùng đó, thì lúc mà các bạn nhìn ngược lui đó, thay vì nhìn ra thì mình nhìn ngược lui đó, thì cái chỗ đó đó nó không có một cái gì cả, nó trống rỗng, chỉ là không gian thôi. Các bạn đang muốn muốn chia sẻ cái chỗ chưa vừa nói không? Tức là mình nhìn từ cái tiếng tùng đó, có hai mắt của mình, nhưng mà thực ra mà cảm được là cả 360 độ vậy đó, nó rộng lắm, chứ nó không phải chỉ hai mắt không đâu, có thể cảm được đằng đằng sau cái đầu mình luôn đó. Các bạn thử nhìn từ từ tiếng tùng coi, nhìn ngay từ cái chỗ mà nó có cái hình màu sáng này này.
thực hành bây giờ và thực hành sau buổi thiền, nhìn từ tiếng tục, nhìn từ cái chỗ đó, cái chỗ trong cái đầu mình đó, sẽ thấy nó có chiều sâu của cái sự nhận biết mà nó sáng hơn lúc mình nhìn từ tiếng tục. Tiếng tùng này còn còn gọi là cái chỗ trụ của linh hồn. Seat of the soul, cái chỗ ngồi, cái chỗ trụ, cái chỗ an trụ của linh hồn. Muốn các bạn coi một cái hình khác, nó có cái não á. Đây. Đây, cái này là cái não của mình đó. Các bạn có nhìn thấy không? Tuyến tùng ngay chỗ cái cuống não từ. Đó, nhìn ngang đó, cái này là nhìn 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 ngang chứ nó không phải nhìn thẳng. Cái tai là khoảng đây đó, đó tai là khoảng đây. À, thì tiếng tùng nó nằm ngay đó đó. Nó giống như cái hạt giống như cái hạt đầu đó, nó bẻ bằng lòng tay út. Nhìn từ cái tiếng tùng đó thì mình dễ gặp được cái sự hiện diện hơn, cái sự nhận biết hơn, và mình nhìn nó trong hơn, nó rõ hơn, cái sự nhận biết nó rõ hơn, tại mình nhìn đúng cái chỗ nó phát ra cái sự nhận biết. Thì giống như một cái máy, một cái radio vậy đó ha, thì cái chỗ tiếng tùng là cái chỗ phát ra, nhìn cái chỗ mà nó biểu hiện cái sự nhận biết. Các bạn nào muốn nói gì không, chia sẻ gì không, hay nãy giờ có cái có trải nghiệm gì không, hay nãy giờ Mỹ Vân có muốn nói gì không cháu? Tuyền, chúng mời Tuyền trước. Chúng mời Tuyền trước. Dạ, vâng là chú, Chào vâng chào. chào là chị, chào cả nhà. Tức là con đã tính hỏi cái này trước. Thì bây giờ chú cho cái hình lên là con thấy là đúng là con đã bám vào đúng 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 chỗ rồi. Nhưng mà con muốn hỏi chị Trang Bi là Hôm nay có Trang Bi khi cháu, mà con Trang Bi bận việc. à vâng con muốn hỏi một tí là bây giờ nếu con bám con có trụ được vào đấy, nhưng mà sao cái cảm giác nó đúng là vào cái tuyến tùng đấy rồi, nhưng mà nó không có sao nhỉ, nó không có kiểu thoải mái mà thoát, mà nó cứ hơi nặng nặng, nó cứ hơi nặng nặng, mà nó giống như là, tức là con nghĩ là nó phải khi mà mình bám trụ vào đấy nó phải thoải mái rồi nó rộng thoáng, nhưng mà nó lại cứ hơi nặng nặng ở đấy, thì con không biết là cái nặng nặng đấy nó là. Tại sao mình nghĩ là nó sẽ như thế này như thế kia được, cháu làm sao cháu biết nó sẽ như thế nào được. Thì có nghe mọi người chia sẻ thì con nghĩ là ví dụ như mình khi mình bám trụ vào đấy là mình phải thoải mái lắm, mình phải Đó, đó là kiểu cái, đó là cái vấn đề đó cháu. Cháu có một cái định định kiến là nó sẽ như thế nào, trong khi thực hành nó là chỉ là nhìn từ chỗ đó thôi, chứ không phải là nhìn từ đó nó sẽ này nó sẽ kia, cháu hiểu. Tất cả những cái đó là mình có định kiến,
nếu mà nhìn từ bản ngã đó thì nó cũng không có hợp À, với cháu. ý là như kiểu mình Cháu chỉ nhìn từ chỗ đó thôi, chứ đừng cứ để cái bản ngã nó làm cái công việc nhìn theo. Bản ngã thì nó suy nghĩ, nó xen vào. à tức là mình cứ trụ vào đấy thôi, còn nó như nào thì kệ nó. Nói trụ là một cách nói thôi, nó chỉ là nhìn như tôi chỗ đó cháu, thay vì mình nhìn bằng hai mắt của mình, hay là mình nhìn mà mình không biết là nhìn từ đâu, thì cháu nhìn từ cái chỗ đó đó, giống như mình nói mình cảm từ trái tim á, từ giữa ngực á, đó, cảm từ giữa ngực, thì mình làm cái động tác cảm nhận từ giữa ngực một cách tự nhiên chứ, nhẹ nhàng thôi. Cái gì làm cho nặng nề chứ, đó, cái đó là vấn đề đó. Cái gì xen vô đây mà làm cho nó nặng nề, Đúng rồi. đó, cái gì mà nó không thoải mái chứ, đó, nó có lấn cấn ở đây, trong khi đơn thuần chỉ là nhìn từ chỗ, từ khi tuyến tùng thôi. Đến thuần chẳng nhìn từ tiếng tùng một cách nhẹ nhàng thôi, một cách thoải mái thôi. Nếu nó có nặng nề là nó có cái gì xen vào. Tức là Và những cái chắc kiến là thức mà mình đọc được á, mình có áp dụng, đặt mình có cầu nó là mình mình có tưởng là mình có áp lực vào cái chỗ này là cái trong cái thực hành mình nó hỏng cho này, không, tất cả những cái kỳ vọng nó sẽ thay đây nữa thế kia, tất cả những cái đó nó là chướng ngại, chỉ đơn thuần thôi là nhìn từ tiếng tùng thôi, đó, chỉ có vậy thôi không có một kỳ vọng gì hết. Cháu thử thực thực hiện nghiệm nhìn từ tiếng tùng vậy thôi, nếu không làm được thì cứ nhìn bằng mắt, nhưng mà lúc nào cứ thực hành đó, thử và không được thì lại nhả ra thử. Nghe bằng tai, nhưng mà thực ra đó tai chỉ là giống như cái loa thôi, nó nghe từ tiếng tùng, nghe từ sự nhận biết. Tiếng tùng là cái phần vật lý, nhưng mà sự nhận biết là phần vô hình, đúng không? Bây giờ cháu đang nhắm mắt đúng không? Bây giờ cháu nghe chuyện chú nói, nghe từ đâu? Cháu nói đi. Nói từ trải nghiệm đó, đừng có nói từ lý thuyết. Từ trải nghiệm đó. Cháu nghe chú từ đâu trong cháu? Từ đâu trong 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 tuyên? Cháu nói được không? Có nói được ạ. Nói đi, nghe từ đâu? Nó từ cái đúng là nó từ cái tuyến tùng thật, nhưng mà nó vẫn còn hơi hơi bị lấn, nó cứ Tiếng hơi tùng lấn cấn. thật ra mà cháu nói nghe từ tiếng tùng đó, thì cũng có đúng đâu, tại lúc mà cháu nhắm mắt còn cơ thể không, có cơ thể nữa không, có cơ thể không, nó chỉ có không gian thôi đúng không? Lúc mà mình nói mình nghe thì tiếng tùng, mình thấy thì nhìn thì tiếng tùng đó, là mình nói vậy thôi, chứ lúc mà thực sự mà cảm đó thì nó là không gian thôi, có phải không hả, là Dạ không gian vâng, cháu thôi. À cháu cả nhắm mắt là cháu là mình không cảm nhận, không định vị được là cái nghe đấy nó xuất phát từ đâu, không đó không cảm nhận, mà thấy cũng nó vậy, chỉ nghe. bây giờ mình nói thấy thì tiếng tùng, nhìn thì tiếng tùng đó, là mình nói vậy thôi để mình đặt cái tâm đó thôi, nhưng mà lúc mà bây giờ cháu ra vào chỗ đó, đó cháu thấy cái tiếng tùng rồi, không có đâu, nó chỉ là khoảng không thôi, nhưng mà nó là cái nơi mà cái nơi vật lý để mà mình có thể nói được. Mà lúc thực Nhưng hành mà mình có
mình có biết cái chỗ đấy là nó đang đang nghe, Nhưng mà xong khái thì niệm thôi, từ 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 nó là có khái niệm rộng thôi, ra. nó là khái niệm thôi. Cháu định vì được cái nghe hả? Chắc nghe từ đâu cháu? Nghe tiếng chú Hơi Lành đang nói nghe từ đâu? Có định vị được không? Có xác định vị trí được không? Có nó cháu đang ở cái đấy, nó đang rộng rộng ra. Nói đi, cái đấy nằm đâu? Bắc Nam Trung Đông Tây nằm ở đâu? Nói đi, À, nằm ở đâu cháu? nó nằm Nằm Việt Nam hay nằm ở Mỹ? nằm Nằm ở đâu cháu? Hay nằm bên Úc? Úc thì Hà biết á. chắc chắn là không phải từ hai tay, mà À. nó hơi rộng rộng ra. À, rộng ra hả? Định vị được không? Nào ở đâu? Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn ở đâu? Thực hành cái này có là cảm À, giác bây là giờ cái nó đánh trong nghe đánh thấy nó rất là rõ đúng không chú? đúng rồi, đúng rồi, Dạ. nó rõ lắm, tại vì mình trù đúng chỗ, thấy không? Mình trù đúng cái điểm xuất phát mà, từ trong cơ thể mình đó. Cho hiểu không? Dạ. Cho từ Cảm từ giác đi, bây giờ mình nhìn á, mà mình nhìn thấy cái tay mình đâu rõ, nhìn thế này đúng không? Thì tiếng Tùng cũng vậy. Nếu mà chẳng nhìn, tức là nhìn viết á, nhìn của tiếng Tùng thì rất là rõ, còn không á thì nó nhìn có tâm trí, nó lạc đà lắm, nó rất là yếu. chính Mà là cái đánh nó không nghe bị đánh thấy của mình đấy, sẽ khoai à, Tuyên nó bao trùm ấy, nên mình đâu có định vị được là nó mình nghe từ chỗ nào đâu. Mình không, khi em nhắm mắt vào theo cái thực hành của chị vừa rồi, khi mà mình nhắm mắt vào á là nó, cái âm thanh của nó, cái âm thanh mình cảm giác nó là cái sự bao trùm rồi, mình không định vị được là mình đang nghe từ chỗ nào, mà nó là cái, nó giống như là cái nghe cái thấy, cái tánh nghe cái tánh thấy của mình, nó là khi có âm thanh là mình nghe rồi. Nó giống như vậy, nó giống kiểu như vậy, nó làm cái sự bao trùm ấy, chứ không có cái định, không định vị được, mình không định vị nhưng mà đang nghe từ chỗ nào. chú muốn để cho Tuyên trả lời từ cái trải nghiệm của Tuyên. Mình có muốn lý thuyết chạy không? Chú mới hỏi đó, cháu nghe từ đâu cháu Tuyên? À, cháu vẫn thấy là có cái giống ở giữa này, nó hơi rộng rộng ra. Được cái là nó khi mà mình nghe như này thì nó không có bị một cái suy nghĩ gì nó lên nó xen vào hết, mà Đấy, mọi em thứ cảm mọi giác nó là rộng rộng đấy, em cảm giác nó là rộng rộng ấy, nó như kiểu nó nó cảm được rồng rồng đấy. Nhưng mà vợ chú à. bảo định vị đó thì cháu là có chi được không? Nó nằm ở đâu không? Nằm sau nhà cháu hay là nằm nằm sau nhà chủ, hay nằm bên Mỹ, hay nằm bên 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 Úc thì cháu mô tả không nha đó. Nhưng mà chú hỏi nằm ở đâu, cháu trả lời được không? Nằm ở đâu? Nó nằm mà nhìn như là giữa đầu. Có Theo đâu, trải nghiệm của có đâu cháu của cháu à? à? Theo trải nghiệm của chị là không không có định vị được đâu. Theo trải nghiệm của chị là chị thấy không định vị được là mình nghe từ đâu. Nhưng mà để cho Tiên nói từ trạng của Tiên, từ trạng của Tiên đó. Cháu còn cơ thể hả? Trong lúc thiền mà còn cơ thể hả? Lúc mà cháu nhắm mắt mà còn cơ thể hả? Mà còn cái đâu hả? Cháu chỉ thấy nó rộng rộng ở đây. Đi Cái đó đó, chỗ mà nó cảm được nhưng nó không nói được, có phải không? Nó cảm được nhưng không nói được đúng không? Không nói được. bình thường mình cứ nghĩ mình nghe bằng tai, nhưng mà không Đúng phải, rồi, thì đó mình đó, thì đó. Thì ngay cả bây giờ cháu bảo là nó ở đây đó. Nhưng mà chú hỏi ở đây là ở đâu đó, cháu nói được không? Ở đây chú, ngay giữa này, ngay giữa này. nhưng mà cái nghe đấy nó không bị cái suy nghĩ gì nó lên chú ạ. Bình thường mình nghe bằng tai là mình hay nghĩ lung tung lắm, nhưng mình nghe đấy là nó nãy giờ nó không có cái suy nghĩ gì luôn đấy. Thì tại vì cháu đã ở trong cái sự nhận biết đó, mà nếu có suy nghĩ cháu cũng nhìn thấy.
nó không bị nặng nữa rồi chú ơi. Không, nó không bị nặng nữa. đó, bây giờ này hết những cái gánh nặng của kiến thức của như thế này như thế kia, nó sẽ như thế này như thế kia, những điều cháu đọc Nó hết nặng rồi chú ơi. đó, cái đó. Những cái điều cháu đọc nó làm cho ảnh hưởng cái thực hành. Bây giờ chúng muốn hỏi những bạn khác. Cảm ơn cháu, cảm ơn Hà. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy chú hỏi Mỹ Vân, biết Mỹ Vân có nói được không? Mỹ Vân tắt tắt cam rồi, mà có nói được không Mỹ Vân? Cháu khi nãy cháu nhìn đó thì cháu giống như chị Hà vậy đó, là nó chỉ là một cái khoảng không vậy thôi, nó rộng hơn, nó rộng, và trong đó nếu nếu mà nói mình ở đâu thì là nó không 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 xác định được, không xác định được mình ở một cái địa điểm nào, nó chỉ có như vậy, một cái khoảng rộng như vậy thôi, và không có điểm cụ thể nào, mỗi mỗi cái điểm trên đó thì nó có nó như nhau, nó không có xác định được trọng tâm mình ở đâu hết. Cái đó là cái cảm nhận của cháu. Đó là lúc mình nhắm mắt, Và đó là lúc mình nhắm mắt. Ừ. Bây giờ lúc mở mắt này, bây giờ lúc mở mắt này, cháu nhìn thấy, cháu trải nghiệm thế nào lúc mở mắt về cái sự nhận biết. nó cảm được năng lượng nhiều hơn, nhưng mà suy nghĩ là nó giảm xuống, suy nghĩ là nó sẽ giảm xuống, nó không có suy nghĩ lung tung. Đúng rồi. Lúc Nhưng mà mình lúc nó cảm được năng lượng rõ hơn. lúc mà mình ở trong cái không gian của sự nhận biết á, mình nhìn thấy, mình có hiện diện, mình tỉnh thức trong 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 cái đời sống như vậy, thì nó nhận ra ý nghĩa, thành ý nghĩa nó ít xuất hiện lắm, nó có cũng có mà không, nhưng mà nó bớt nhiều lắm, nó không có rồi bần rộn như trước, không có liên miên như trước. Và cháu cảm nhận được thường đó là những bạn mà chưa cảm nhận được nhiều đó, thì giống như cháu khi mà nói chữ trụ đó, thì thường đó là nó có sự cố gắng ở trong đó, nhưng mà tại vì mấy bạn hiểu cái chữ trụ theo cái nghĩa của thường ngày đó, cho nên là mấy bạn cố gắng trụ ở đâu đó, nó không phải vậy. Nhưng mà kệ, nó cứ cứ thực hành thôi. Ví dụ như mình thực hành đó và mình mới phát hiện được là mình vướng ở đâu, là nó sẽ tự hiện lên, mình thấy cấn cấn là bắt đầu đó, mình cứ thực hành tiếp, rồi từ từ mình gỡ được, mình đi sâu vô là mình gỡ được. Và lúc nãy thiền đó là cháu có một cái trải nghiệm vậy. Cháu thấy là mình cháu thấy là mình và cái lúc mà mình còn nhỏ hay gì, lúc mà mình chưa có bất cứ cái trải nghiệm nào, thì nó chỉ khác nhau là ở mình bây giờ, là trong đó mình có một cái đồ vật gì đó, có một cái hình tướng gì đó, cho nên là thường là mình hình thành bản ngã là vậy. Mình có khái niệm, mình có gì đó, bắt đầu mình cho là mình đã già, đã dày dặn hơn của mình hồi lúc còn nhỏ. Thì khi mà lúc đó là cháu thấy cái sự nhận biết nó trùm vậy nè, và trong đó có một cái cục năng lượng, thì cái cục năng lượng đó nó là những cái trải nghiệm, những cái kiến thức, những cái khái niệm nó nằm ở trong đó. Và khi mà mình cho mình nó khác với cái mình hồi xưa, là nó chỉ thêm được có cái cục đó thôi, chứ còn 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 thật ra là cái mà sự nhận biết đó thì nó vẫn vậy thôi. Và cái tôi tâm linh đó thì nó cũng hình thành như vậy, là khi mà mình thực hành tâm linh nó bắt đầu mình có những cái trải nghiệm,
Và cái trải nghiệm đó mình bám vô đó thì nó cũng sẽ hình thành một cái khái niệm, một cái gì đó. Thì bắt đầu nếu mà mình bám vô đó thì nó sẽ là cái tôi tâm linh. Nhưng mà mình là cái rộng ra, cái rộng đó mà nó nhìn thấy những cái đó, cho trải nghiệm, cho thấy những cái tôi đó nó chỉ là một cục nhỏ ở trên giữa, và cái kia là nó trùm ra ở ngoài, và nó không gì chứ, nó giống như bầu trời vậy đó, nó chỉ nhìn thôi, nó chỉ nhìn, nó thấy, và nó vậy thôi, nó không có tự xưng tôi trải nghiệm được trải nghiệm này, tôi trải nghiệm khác, tôi dày dặn hơn, tôi là người thành công hay là tôi là người thất bại hay là gì chứ, nó không có, nó chỉ vậy. Về cái Thì gì cái nói đó những cái là lá trắng, cái gì nói những cái chuyện đó, tôi thành công thất không bại, phải ý tôi ý ý là ý bị vâng. cái cục ở chính giữa đó chú, cái năng lượng cái tôi thì Ý ý ý ý cháu là nếu 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 như là mình ở cái khoảng không đó đó thì nó không có những cái đó, ý cháu là nó mình ở trong cái khoảng không đó thì nó chỉ là nhìn vậy thôi, nó không có phán xét mình là cái gì, nó không có cái tôi, nó không có tự xưng tôi là gì chứ, nó chỉ nhìn vậy thôi, nó Chẳng chỉ chỉ thấy có sự nhận biết một cách yên lặng thôi, không. thì cái đó là cái một cái trải nghiệm mà cháu cảm nhận được khi mà thiền lúc lúc sáng nay. Cháu có thể nói một chút hay là Hà có thể nói một chút hay là ai muốn sẽ nói một chút về cái chỗ cái tôi tâm linh không? Theo cháu trải nghiệm cái tôi tâm linh nó là cái gì? Tôi có khi mình đồng hỏi với cái tôi tâm linh đúng không? Thì Hà hay là Mỹ Vân hay là một bạn nào muốn nói cái đó, cái tôi tâm linh đó, theo trải nghiệm của bạn nó là cái gì? Theo 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 cháu cháu thì nó Vân nói đi, em nói đi, em nói đi. cháu thì nó cái tôi tâm linh nó chỉ là nó, nếu mà mình ấy thì nó chỉ là một cái tôi thôi, nhưng mà em sao đó nó sẽ cho nó là cao cấp hơn rồi, mà nó rất, năng lượng của nó rất là mỏng, rất là nhẹ, và nó khó phát hiện hơn. Và thường á nó sẽ ví dụ như á, là mình trải nghiệm được cái này nó là sự thật, và cái tôi đó đó nó sẽ bám vô, nó sẽ lấy cái nó sẽ coi những cái trải nghiệm của mình đó, bắt đầu nó dịch ra thành kiến thức, bắt đầu nó giả bộ nó là cái sự thật đó, Nó là người nó trải là nghiệm, nó là người cái trải nghiệm, nó là người trải nghiệm. đúng rồi, và đó, nó sẽ nói với mình, nó sẽ nói với mình là y gan như là cái giống như là lúc này mình nói vô cái mình thâu vô cái radio, thâu vô cái băng ghi âm, và lúc đó là bắt đầu cái sau đó là cái băng ghi âm đó đã phát ra cũng y gan như vậy, những cái tiếng nói cũng y gan vậy, và cho là cái tiếng âm thanh khi mà phát lại đó là chính chính mình, chính cái sự trải nghiệm đó, nói chung là nó đồng hóa vô cái đó đó, Sự đồng hóa và về một cá thể, cá thể và này cao cấp hơn cá thể tâm linh. Cá thể tâm linh có tỉnh thức, có giác ngộ, cái này cái đó đủ rồi. và mình bám chắc vô cái đó chính là mình, Đúng rồi. thì nó là cái tôi tâm linh, nó giống như những cái tôi khác, nhưng mà nó hơi khó nhận ra chút xíu, tại vì mình đi theo cái con đường tâm linh thì mình có những kiến thức, và lúc đó là mình có những cái trải nghiệm nơi này luôn rồi, và đó rồi bắt đầu là mình sẽ bám vô là cái trải nghiệm đó mới là đúng, cái này mới là đúng chẳng hạn vậy, nó theo kiểu vậy đó. Chúc Cái mừng đó là trả lời của cháu. Cháu cảm Hà chia sẻ. ơn. Thì cháu cũng đồng ý với Vân, thì cháu không có để ý nhiều như Vân, nhưng mà cháu
Cháu đồng ý là cái tôi tâm linh thì nó tinh vi hơn, nó cũng là cái tôi thôi nhưng mà nó tinh vi hơn cái tôi mọi khi một tí. Và cái thực hành, cái cách của cháu thì cháu thực hành thì cháu lại hay để ý cái chuyện là ví dụ như khi mà mình có một cái sự việc gì đấy trong cái đời sống ấy, thì nếu ví dụ như ngay lúc đó mình nhận ra là mình có cái tôi thì mình có thể buông được, mà nếu như mình chưa nhận ra mình có cái tôi thì sau đó mình nhìn lại thì mình thực hành để xem cái sự việc vừa rồi mình khi mình giải quyết hay là mình làm gì đó thì mình xuất phát từ cái nào, từ cái tôi hay là từ cái sự hay là từ cái sự nhận biết hay là từ cái sự tự nhiên. Thì cháu, cái cách thực hành của cháu thì cháu hay để ý đến cái đó nhiều hơn, có nghĩa là cháu để ý đến những cái hoạt động trong cái đời sống hàng ngày để xem là cái việc mà mình vừa mới xử lý, cái việc mình vừa mới giải quyết là nó xuất phát từ đâu, nó từ cái tôi hay là từ cái tự nhiên nên là từ cái. Thì cháu cũng thấy, nhận cháu cũng có một số sự việc cháu cũng nhận ra là khi mà mình dùng cái tôi để mình giải quyết ý, thì thường là kết quả nó sẽ, thứ nhất là cái kết quả và thứ hai là cái cảm giác của mình nó sẽ không được thoải mái, nhất là khi mà mình chuyện trò hay mình giải quyết một cái vấn đề gì đó với ai mà mình dùng cái tôi để mình đánh giá, mình phân tích hay mình gì đó, thì thường là ngay bản thân mình cũng không có được cái sự thoải mái trong cái việc đó. Sau đó là mình sẽ thấy, sau đó là mình sẽ cảm nhận được ngay là ví dụ như kể cả cái việc đấy mình vừa có nói xong, mình vừa có giải quyết xong nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy thỏa mãn, bản thân mình cũng không cảm thấy thoải mái. Thì sau đấy là cháu sẽ nhìn lại và cháu sẽ thấy là cái sự việc này là mình có thể mình đã, cái sự việc này là mình đã vừa giải quyết nó là từ cái tôi chứ không phải là từ cái tự nhiên nên nên là chứ cháu, cái cách thực hành của cháu là hay như thế để cháu phát hiện ra cái mình làm từ đâu, mình làm từ đâu và mình nói từ đâu. Thì cháu thấy cháu nhận ra cũng nhiều, cháu nhận ra cũng nhiều là khi mà mình nói hay mình làm từ cái tôi là bản thân mình nó cũng không thoải mái. Nhưng mà nhiều khi mình trong lúc nó bận rộn đó Dạ. nói và nghĩ nó cũng có nhận ra nên mới có sự Vâng, cẩn, đúng. có sự Vâng lấn ạ, cẩn, vâng. có cái sự Đấy. không thoải mái, nó có cái sự gò bỏ, nó có cái sự Vâng ạ. đấu tranh, nó có cái sự đúng Vâng. sai trong đó. Vâng ạ. Vâng. Thì ngay lúc đấy, như thế nên cháu, có nghĩa ngay lúc đấy nhiều khi mình không, ngay lập tức mình không nhận ra ngay là mình đang xử sự từ cái tôi đó. Nhưng mà sau đấy, hoặc là ngay sau sự việc nó kết thúc chẳng hạn, là mình đã cảm nhận được là bản thân mình cũng không thấy thoải mái rồi, là mình đã biết rồi, là mình có thể quay lại để mình rà soát lại, mình xem là cái xử sự của mình vừa rồi như thế nào để mình lần sau mình có thể buông, mình dần dần mình buông được cái cách xử sự của cái tôi đấy đi. Nhưng mà có những trường hợp đó, nó cũng rất là khó thấy, mặc dù nó có Dạ. bất ổn ở đó nhưng mà cái sự đồng hóa rất là nặng, thành Vâng ạ. ra đó trong vô thức mình vẫn nghĩ là mình là có thật, mình có ý thức gì đó, Vâng ạ, vâng. nhất là những cái khuôn mẫu mà nó nằm sâu ở trong đó, lâu Dạ. lâu nó mới lo cái đầu lên giống như Vâng. băng á, tảng băng Vâng. nó nằm dưới nước xong lâu lâu lo một chút lên nữa. Không thấy được. Vâng. Đúng là cái đồng hóa nó quá nặng chúng nhỉ, nên là mình khi mình xử sự mình không, ngay lúc đó là mình không ý thức, mình không tách ra được, mình vẫn bị đồng hóa, cái đồng hóa nó rất là mạnh nên là thì động thì nên là mình vẫn rất là, nói chung là mình vẫn bị cái tôi, nó vẫn bị thì mình vẫn xử sự từ cái tôi rất là nhiều. Và nó không có vì đồng hóa nó mạnh, nó sâu nặng đó, thành nó có tính chất hiển nhiên, nó phải như vậy thôi, cái mình lý luận đó thì nó vậy thôi, nó có gì đâu, nó bắt buộc phải như vậy đó, tức là nó có những lý luận rồi đó. Ví dụ như là thì bây giờ cho nổ cái đám cả thế giới chắc chắn là đúng vậy thôi, nó khác 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 cái đó kiểu vậy đó chắc cho chết hết ấy, nó kiểu vậy đó. Thì chủ thấy là cái đồng hóa đó mà lúc mà sâu nặng đó thì nó vô thức, nó không ý Dạ. thức được là nó có đồng hóa, Vâng, ạ. người khác thấy mà mình không có thấy đâu, người khác thấy mà mình không có thấy đâu, mà lúc họ nói mình cũng quật họ chết mà chơi đó. Và thường khi mà mình đã xử sự từ cái tôi thì người ta cũng sẽ dùng cái tôi để người ta, Đúng rồi, thường là hai cái tôi là sẽ nói chuyện với nhau, thường đúng nó rồi, sẽ là như, và cho nên khó lắm. là cả hai, vâng ạ, cả hai đều không, khi mà kết thúc sự việc là cả hai đều sẽ không thấy thoải mái, không thấy thỏa mãn, cho dù có được giải quyết đi nữa thì mình bên trong mình cũng không có, không cảm thấy là mình thỏa mãn với cái cách giải quyết đó. Thành là lúc mình nhận ra đó cái tôi trong mình đang đang giải đang cố giải quyết vấn đề, đang Dạ, vâng ạ. ai đúng ai sai, ai hơn ai thua đó, Vâng.
thì Vâng. điều tốt nhất nghĩa là mình rút lui thì chậm, chứ mình cũng thể Vâng. làm như người kia thôi. Mình rút lui thì những người kia cũng có chỗ mà đấu tranh đấy chứ, thì họ cũng rút lui. Chưa thấy như Vâng. vậy. Nếu mình nhận ra đó thì mình rút lui thôi, đừng có nói gì nữa, đừng có nói người ta bằng ngã. Tại vì là mình nói người ta bằng ngã là mình có Mình cũng đang bản ngã mà chị vợ, mình cũng bằng đang ngã nói từ bản ngã đó, đó. đấy. Mình mới nói người ta bằng ngã Nên hai cái bản ngã đang đấu nhau. đó. Mà nó khó Dạ. khó phân Dạ. biệt, không có khó phân 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 biệt đúng sai lắm. Bằng ngày mà đấu nhau rất phải chịu thua cho ta, chứ Vâng, nhận vâng thua ạ. được, làm sao mình nhận thua được. Dạ. Ok, chú chú thì chú trải nghiệm với cái tôi tâm linh đó, nó là một cái ý kiến, một cái ý nghĩ, và mình theo cái đó tạo nên một cái cá thể. À, dạ vâng. Rồi nó có nhiều cái ký ức, nó có nhiều cái hồi tưởng, nó có nhiều cái trải nghiệm của quá khứ đó, đó nó xây dựng thành một con người. Người này là giỏi lắm là gì đó. Có tiếng tâm lắm gì đó. Có nhiều trải nghiệm tâm linh sâu sắc đại khái vậy. Tức là nó một từ một cái ý kiến, ý nghĩ về một cá thể. Tại vì ý nghĩ nào nó cũng có một cảm nhận của một cá thể trong đấy. Vâng. Trong mỗi ý nghĩ, những cái ý nghĩ mạnh đó, là cái cảm giác về cá thể rất là mạnh đó. Những cái mà mình đã điều đó hết đó, thì những ý nghĩ đó, đó là năng ký đó, cảm nhận cá thể rất là mạnh, và rồi nó có đồng hóa trong nữa. Thành ra là nó tạo thành một con người tưởng tượng thôi, đúng không? Mình tưởng tượng mình thấy nó không có Dạ thật, vâng ạ. ngay cái lớp mình đồng hóa 1.000.000%, nó vẫn không có một con người. Sự thực là vậy đó, nhưng mà nó cảm nhận đó, và có một con người từ cái trải nghiệm đó. Nhưng ngay cái lớp mình đồng hóa 1.000.000%, 100%, không tạo nên một con người, không thể tạo ra một cá thể, nhưng mà nó chỉ có ấn tượng mạnh thôi, ấn tượng mà mình đó, đó là mình đồng hóa. Cho chia sẻ anh tí xíu. Cái hôm hôm trước là cháu cháu có nhắn với chú là cháu kể về cái chuyện mà lên talk show. Cái cháu nói về về cái kể về cái trường hợp của chị cháu đó. Cháu với chị cháu và hai cái bản ngã nó đấu nhau, và sau đó khi mà tắt tắt sau đó sau cháu coi lại cái clip đó thì cháu phát hiện cái nữa là khi mà nói chuyện đó là cháu phát hiện một cái tôi nữa, một cái tôi ẩn ngầm vô đó, là cái lúc nói là cháu cũng đã thấy nó cứng cứng rồi, và sau đó là cháu thấy là có một cái tôi nó muốn lựa lời lựa từ ngữ để cho nói ra để cho người khác nó không cảm thấy nó sai, không không cảm thấy là cái lỗi gì nó. Thì trải nghiệm nó xong là qua 1 2 ngày sau là có một cái trải nghiệm nữa là để cho cháu thực hành luôn, và cái trải nghiệm đó là giống như cháu đi làm thì cái chị kia chỉ nhờ cháu công công việc cháu nhờ cháu chuyển cái đó cho người khác, nhưng mà cái người đó lên á, thì giống như là do lúc đó là cháu đang lơ đễnh cái chuyện khác cho nên là cháu không có hướng dẫn cho người ta kỹ cho nên là người ta không có làm được. Thì tới chừng mà cái chị đó trở lại thì bắt đầu cháu che lấp, cháu không không có thú nhận cái chuyện đó là cái lỗi của mình, và cháu thấy điều đó, và lúc đó là bắt đầu cháu quay qua cháu thực hành thì cháu thấy là nó nhiều cái tôi nó ra ra liên tiếp luôn, ví dụ như là một cái tôi che lấp muốn che lấp cái đó, và một cái tôi lên là kêu giống như là sao sao cái này là mình phải làm vậy, hoặc là nếu mà trở lại quá khứ thì mình sẽ làm vậy, và nó chồng chéo lên nhau như vậy đó. Và lúc đó cháu cảm nhận và cháu cho nó hiện ra hết giống như một cái cuộn phim đó chút, thì cháu thấy là bắt đầu nó tan 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 ra, nó tan tan mấy cái tôi đó ra. Dạ.
thì cháu nghĩ là mình nên mình đừng có sợ mà cái tôi nó ra Rồi, đừng sửa sai. có Đừng một sửa sai. có một số bạn là sợ nói chuyện trên Zoom, sợ hỏi, để sợ người khác đánh giá này đánh giá kia, sợ mấy bạn khác cười hay là này kia kia nọ đó, thì đó là một cái tôi nữa, một cái tôi nói cho bạn kêu bạn đừng có làm như vậy, thì cứ làm đi, tại vì khi mà mình hoạt động ra thì cái tôi nó mới có cơ hội nó trồi lên để cho mình thấy. Đúng rồi. Đừng có sợ sai, đừng có sợ lầm lỗi. Dạ, cái đó là cái thực hành của cháu trong mấy ngày qua. Cháu cảm ơn. Thì cái những cái ý nghĩ đó đó nó xảy ra, nó có thói quen đó, tại vì nó hay nghĩ như vậy lắm và mình tin đó, thành nó tạo một cái cá thể. Như là có thật, có một người ngại ngùng sợ bị sai, tất cả những cái đó, chứ có phải mình đồng hóa với ý nghĩa không? Nó ra cái ý nghĩa, nó ra cái mình tin đó là ý nghĩa của mình nghĩ cái đó, cái mình sợ, mình ngại, mình thì đương nhiên nói chuyện rất đông không quen ấy, thì nó sẽ cảm giác như vậy, ngại ngùng sợ sai, sợ bị xấu hổ vì không biết nói gì, tất cả những cái nỗi sợ hãi đó. Mà đa số từ ý nghĩ mà nó dọa mình mà ra, nó nói mày thế này mày thế kia, cái mình nghe mình tin đúng không, mày đừng có nói đó, nói là mọi người thấy mày dở lắm đó. Đó, vậy đó, cái mình nghe và cái mình tin, cái mình sợ lên rồi đúng không, ai mà muốn dở đâu, ai muốn trong không biết gì đâu đúng không, ai muốn mọi người không biết nghĩ thấy mình không biết gì đó. Thì tất cả những ý nghĩ đó đó nó được tìm và đồng hóa theo những ý nghĩ đó, tưởng mình lấy ý nghĩ đó, tưởng mình lấy cá thể tạo nên bởi ý nghĩ đó. Cha thấy chú nói một cái câu rất là thấm nha. Mình mà không nói ra là cái tôi đó, nó cái bản ngã nó đang hiếp mình dữ lắm. Đúng rồi, đúng rồi, ăn hiếp mình ghê lắm, mafia mà, mày đưa tiền đây cho tao quấn mày chết, mình mà sợ đó là nó ăn hiếp ghê lắm. Ví dụ như bây giờ mấy đây là trong nhóm đó, cháu cháu muốn chia sẻ thì chia sẻ đi, cái đó chia sẻ vừa có được cái lầm khó đó của cái tôi của mình. Dụ như việc thẳng đó, sợ chưa hành kêu gì đưa tay luôn, cháu đừng sợ chú kêu đây đó, nói ra luôn, nói là tay luôn, đừng có sợ, đừng có giấu, thì sẽ vượt qua được cái ăn hiếp của bạn ngã, của cái tôi trong mình. Mình nhìn ra được ý gì trong mình đó, thì lúc mình nhìn thấy nghĩ thì đặt câu hỏi cái gì đấy nghĩ đó, thì sẽ ra được cái chỗ đây đấy đúng không, cái gì nhìn ra kỹ đó, thâm kín rõ ràng gì nhìn ra hết, một tí xíu cũng nhìn thấy, máy đồng một chút cũng nhìn thấy, ghê lắm, phải chơi lắm. Mà mình nói ra được cái điều mình ấy ngại ha, cái điều mình xấu hổ ha, tự nhiên mình thoát lên đúng không, không bị ăn hiếp nữa, không bị hiếp. Giống như cháu đó, làm cái gì lỗi không chịu nhận, khó chịu lắm, khó chịu với nó, ăn hiếp mình đó, đó mày đó, mày như vậy đó, nó mạt sát mình đó, chê phê phán mình đó. Mày là cái đứa như vậy đó, mày làm sai mày không nhận mày đó, trong đầu nó là ràng ràng vậy đó, rất là khổ, nhưng mà mới nói phải chơi đâu, mà mình đâu có nói gì được, tại vì đúng là mình làm như vậy đó, bị ăn hiếp. Thay vì mình nói tôi à, cái đó lỗi của Mỹ Vân đó, tại vì này Mỹ Vân quên bần hay gì đó, không để ý gì đó, đó nói ngay vào đúng cái mình nghĩ là người ta Tại sẽ đánh giá mình, sẽ làm mình thế, nó không có đâu, mình nói ngay sự thật, có ai làm gì đâu, sự thật thôi đó. đúng rồi. Tại vì cái lúc đó là cháu lơ đễnh, cái lúc mà đó là cháu lơ đễnh là bắt đầu nó thực hành, nó thực hiện theo cái thói quen cũ, theo cái tôi cũ, là bắt đầu nó sẽ liếm lách cái lỗi của nó.
là bắt đầu tự nhiên qua qua cái giờ đó rồi, cũng như qua qua cái khúc đó rồi là bắt đầu mình giống như là mình mất cái cơ hội để ngay chăng lúc đó mình nói ra sự thật á, thì là bắt đầu xong là bắt đầu nó chụp vô là nó nói liền, Đúng rồi. hơi ghê lắm. Đó, đó mày dụ từ hôm qua về đó, nó đang hiếm tình ghê lắm. Nó làm ào ào mà không phải một cái tôi luôn chứ, nó rất là nhiều cái tôi và Đúng nó rồi. dính chùm vô trong đó, và chỉ có cái sự nhận biết đó, là nó mới nhận biết rõ ra được. Đúng rồi. Mà càng dỗ lâu nó càng khó rồi đúng không? Không. Càng dỗ lâu không nói nó càng khó nữa. Thành ra cái chuyện mình nhận ra thú nhận nó là hay lắm, nó là cách thoát khỏi một cái khó khăn đó đúng không? Ví dụ mà bây giờ cả tuần đó, tôi dẫu cái này tôi muốn nói hết, nói ngay vào vấn đề luôn, tôi khổ sở quá bây giờ tôi nói chuyện hôm trước là do tôi kiểu mình không giáo hết thì không giáo lỗi tại tôi mọi nó nhận lỗi đấy hả, nó đi ngược lại với cái cách cư xử của người đời nhưng mà nó hay lắm, nhận lỗi tại vì đúng như vậy đúng, mình có cái lỗi như vậy mình nhận thôi, không có ai la gì đâu, không ai nói gì đâu, ngoài kia gặp cái người mà nó kỳ cục quá thì nó sẽ đụng vào những cái mà mình cần đụng tới, không có người này như người này hết đó. Chỉ có người này tôi xin lỗi đó, vẫn 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 ăn hiếp vẫn vẫn chú muốn mời các bạn khác chia sẻ nếu mà mình chưa có cảm được cái không gian đó đó, cái sự nhận biết mình không có suy nghĩ đó đó thì mình đã cảm thấy cái gì đấy trong lúc này mình á có việc đông này nếu mình không có cảm được cái không gian đó đó thì mình cảm được mình đang trải nghiệm cái gì, nếu mà bạn trải nghiệm không gian nào đó bạn sẽ thấy liền đó, nó không có buồn ngủ gì đâu mà không nói được đâu, thấy liền đó, wow nó có cái này này. Ví dụ con cá nó bơi trong nước mình không có thấy nước ngồi vậy đó hả, các bạn nghe cá bơi nó không thấy nước được, nhưng mà mình là bơi, mình là sống ở trong cái trường không gian nhận biết đó, đó mà mình không có thấy nữa. Mình chạy theo ý nghĩ, mình bị bận tâm với những cảm xúc, với những cái gì đó, với sự kiện, với cái thế giới vật chất, mình không có thấy nó. Các bạn đã thấy cái đó không? Hay là thấy cái gì có thể là cái đó không? Nói đi. Việc đông nói những chắc. Dạ không ạ, cháu ngồi bữa nay ngồi nghe chút. Ok. Dạ. Ok chào. Nếu các bạn không có nhận ra cái không gian đó đó thì bạn nhận ra cái gì trong lúc này? Bạn nhìn thấy cái gì? Nói ra. Trong lúc mình ngồi với mọi người như vậy đó, mà mình có suy nghĩ, mình có biết không? Có nhận được suy nghĩ không? Ta đang có suy nghĩ không? Chú mời kẻ dương. Cháu cho chú
Sao nghe tiếng cháu? Luôn ạ. À rồi rồi, nghe đây. Là... Ừ, chào cháu. Dạ thì cháu cũng nghe lời chị Mỹ Vân thì cháu cũng xin biểu cho bình thường cháu cũng sợ nói. Cháu không có cháu chỉ muốn xung phong nói với mọi người thôi chứ không có cái ý gì muốn nói cả. Dạ. Cụ hỏi là có cái cảm nhận gì á thì cháu cũng có cái cảm giác lúc mà chú nói về tuyển tung mà cháu cũng có cái lóe lên như trong một giây nửa giây gì thôi, có cái cảm giác gì đó đặc biệt nhưng mà không 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 nói ra được bây giờ, nhưng mà Hay lắm, hay lắm, đúng như vậy đó. Nó có dạ. cảm mà chưa có nói được, đúng như vậy đó. Lúc cụ hỏi bạn 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 gì mà lúc lúc về tuyển tung ấy là hỏi là cái nghe này ở đâu thì cháu cũng cảm nhận được là cái không gian chứ cũng không phải là cái tiếng tung, Đúng cũng nó cũng có liên quan đến nhau nhưng mà cũng 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 từ mình thấy là có cái không gian và ngay bây giờ thì có cái cảm nhận rồi. cháu cháu hiện tại là chỉ thế thôi. À, bây giờ cháu cảm nhận cái chỗ mà không nói được rồi đó, hay lắm đó, đó để ý cái chỗ đó. Thế nào nó cũng cảm được một cái gì đó, nếu mà cháu để nó đi, đi sâu hơn và thực hành nhìn nghe từ tiếng tung á, nghe giữa cái đầu mình đó. Tức là chị làm vậy thôi, đừng có nặng nề như vậy. Chị là nếu mà nghe tiếng tùng thì sao, nhìn thì tiếng tùng sao, nhìn thì tiếng tùng thì sao đó, tức là nhìn ngay từ cái chỗ đó đó. Cháu cũng đang đang như thế ạ, và cảm giác như mình như chẳng nhìn chú nhưng mà cảm giác như vẫn có cái cảm giác là không gian ở xung quanh luôn thì Đó, dần dần nó sẽ rõ ra, dần dần nó sẽ rõ ra. Nó đã ở đây rồi, mình chưa có thấy thôi, chưa thấy nó thôi, dũng cả nó với nếu mà nó biết nước ở cháu chưa thấy nhưng mà là có cái hơn ngày ngày trước là như cháu nhìn chú thì cháu chỉ nhìn chú thôi nhưng mà bây giờ cháu nhìn chú thì có cái cảm nhận không gian xung quanh vẫn vẫn đó vẫn còn đó, thì nó thấy đừng chút rồi đó, nó thấy hơn là cái hình của chú Hành rồi đó, nó có cái dạ gì mỏng hơn. À hay lắm. vâng chúng mình À, hồi nãy đó, hồi nãy cháu sờ, lúc mà cháu sờ không dám nói, bây giờ nói xong thì sao, có sờ nữa không? dạ không ạ À, nó vượt qua được cái đó. có cái sơ thì vẫn ở đó nhưng mà cháu tập trung nói là cháu thì Đúng cảm rồi. nhận cháu cảm nhận À, được ừ. Đúng rồi, và thấy lúc mà mình nói được ngay vào cái đó thì tự nhiên thoát khỏi cái đó, không có bị nó bỏ buộc mình được. Cái ý nghĩ đó đó được hả? nói cũng vui. Đúng rồi, vui lắm á. Đây gọi là từ từ mình diễn tả thì nó hay lắm. Đó là tại sao mà người ta đi tiệc tùng người ta nói là vậy đó, cháu mà thấy nó thưởng thức lắm, nói được cái ý của mình, tại vì mình đó, không giống ai hết á. Người ta người, mỗi người có cái cách nhìn đặc biệt của người đó, cách nhìn riêng của người đó. Mình đặc biệt thì nó hơi bằng ngại chứ, nhưng mà có cách nhìn riêng, có cái cách hiểu, có cái cách nhìn cuộc đời, có cái trải nghiệm về cuộc đời, hay lắm á. Người ta cũng thú vị nghe lắm, ta thấy không? Thì đó là cái hạnh phúc, cái niềm vui lúc mà mình diễn tả được về cái gì mình muốn nói. Dạ, với cả là cháu cảm thấy buổi thiền này dành cho những người kiểu kiểu như cháu, tức là các buổi thiền trước thì mọi người là như kiểu đã thưởng thức rồi và nói chuyện về những người thưởng thức với nhau ấy, cháu cũng thì hiểu. à, thì thì chủ cũng có cảm giác như vậy trong nhóm chứ, chứ bạn nhóm mình đa số đó là chưa có trải nghiệm, thế nên làm sao để các bạn được trải nghiệm. Hôm nay là hôm nay kiểu là dành cho những người như mình như cái bạn vừa rồi thì à cũng thấy cho dành cho những người chưa chưa tỉnh thức ấy, thì thấy thì cảm ừ, giác thì 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 buổi hôm nay là chủ có cái ý như vậy đó, tức là mình dành mình nói nó không có phải nói về chuyện tỉnh thức với giác ngộ đó, hiểu không? Nói như cái trước mặt này này, như cái ở đây này, những cái mà nó có thể đụng được, chạm được, sơ được. Ok cháu, cảm ơn nhớ 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 nói chuyện nhiều hơn, đưa tay. Cháu biết nói gì, cháu chỉ muốn nói vài câu thôi, chào chủ thôi, nó không được rồi đó mọi người. hả? À? Ok cháu.
chữ mời khoa. Em bật mic lên. Chưa có bật mic lên. Chưa có bật mic. Rồi. Cái nói đi. Chào cả nhóm thuyền, chào chú Hạnh, chào Trân Quy. Chào cháu. Cái vấn đề của cháu là cháu bị nói nhiều chú Hạnh. Không có lo, chủ sẽ điều chỉnh. Cháu thích nói á. Nếu mà nói tầm bậy thì chủ sẽ không cho nói luôn. Đừng có lo. Cháu thích nói luôn á. Cho nên họ không gậy chú kêu kêu nói, cho nên cháu không dám nói. Nó là cái Cháu ở trong mình á, trong mình nó có những cái phần như vậy đó, nó có cái nhu yếu đó. Bây giờ làm sao mà cháu thực hành để coi nó sao nó vậy đó, chị sẽ vượt qua được cái chuyện đó. cháu xác định được cái tôi của cháu lớn lắm. Cái đó nó muốn làm thầy người ta, muốn À, muốn dạy người ta. à nhưng mà đó là cái bề bề mặt, bề ngoài của nó, đằng dưới sâu nó là cái gì, trên bề mặt thì nó vậy. Nó muốn làm thầy, nó muốn dạy cho ta, nó muốn này muốn, nhưng mà đằng dưới nó là cái gì vậy, cái gì làm cho nó muốn làm như vậy. Cái gì mà thúc đẩy cái đó? Đúng rồi. Đó, có cái thúc đẩy cái đó đó. Thể hiện. Đúng rồi, thì thể hiện, đúng rồi, nói dạy, đúng rồi, thể hiện, nhưng mà đằng dưới nữa, dưới thể hiện là cái gì? Muốn muốn giúp đỡ người ta. Đó là bề mặt, đúng rồi, muốn giúp đời, muốn thể hiện, muốn dạy cho người ta, để giúp người ta. Đó là trên bề mặt, đằng dưới nó là cái gì? Nếu mà nó không làm như vậy nó khó chịu quá hả? Không khó chịu chú, nhưng mà mình không có chịu, nhưng mà mình giống như mình có nhu cầu rồi đó gì đó, mình khi nói ra mình giải trí là giống như là có giống như cái nhu cầu, giống như nó nằm giống như giải trí đi chỗ, Thì cháu nhìn nhưng mà sâu hơn, bây giờ cháu nhìn sâu hơn cái đó nữa, tức là giải trí rồi, vui rồi, rồi sao nữa, cái gì đang dưới, tại sao nó cần giải trí? cái này để cháu chậm lại, để khi nào cháu thiện trả lời chú sau, Đúng cho rồi, cháu nợ câu hỏi này được được được. rồi. Cháu cứ nhìn nhìn thêm đi, nó có lý do hết đó. Tất cả những cái mình Dạ làm. dạ rồi, với con cháu chia sẻ thêm cái này nữa. Cái vấn đề hôm trước mà chú nói về tiếng tùng á, cháu cũng có chỗ này nè. Cháu trước cái vô tình cháu 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 chứ không có, không phải là chậm tiếng tùng, nhưng mà cháu cháu trước khi mà chú nói là chú nhìn vô trong là cháu cảm nhận được, cháu nhìn vô trong được, cháu gà bên trong được luôn. Cháu gà có khi lúc lâu lắm rồi cháu gà, khi nó thông lên, nó đi vô trong rồi nó thông lên trên đây luôn, có khi nó kết nối được, khi nó không kết nối được. Và cháu gà nó thông, có khi nó không ra sao được. Lúc trước cháu có nhớ cháu chia sẻ chú là cháu gà khi mà nó thông ra được tới sao là nó rất là ổn, nhưng mà thông lên trên được là rất ổn sáng, nhưng mà cái sáng là sáng suốt trong khỏe trong tâm trí thôi, chứ không phải sáng giống như chú nói nha. Nó khỏe trong tâm trí thôi, nó không phải là sáng giống như chú nói, giống như chú nói à. Thì chú nghĩ là nếu mình thực hành lâu lâu ngày đó ha, sâu sắc đó, thì nó sẽ có những cái khác. Sẽ có những cái khác nữa. Đúng rồi, nó có chiều sâu của nó nữa, sẽ có những cái thấy, những cái nhận thức từ cái chỗ đó. Rồi,
rồi rồi cái chỗ này nữa này chú, cái chỗ mà nãy cháu muốn nói mà cháu quên, cái chỗ mà cháu khi mà đi nói nhiều á, rồi lúc kỳ sau này cháu cũng nguyện là mình đi thực hành, mình thực tập để là mình không nói nhiều nữa đó, trong cái quá trình giao tiếp á. Nhưng mà khi nói về gọi á là bắt đầu nó khó chịu. Nói cái gì sao có chịu cho chú nghe chưa rõ cái đoạn đó. Có nghĩa là mình hối hận vậy đó, tại sao bữa nay mình đi 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 ra là mình nói mình không nói mà mình lại nói nhiều, Chưa hiểu rồi. nó vậy nó khó chịu. Thì cái đó là cũng bình thường cái cháu có lúc nó không làm được. Thì mình nhận thức nhận biết thôi, nhận ra thôi, đó là vậy đó. Không nên dằn vặt mình, nên là phê phán mình, biết là nó hết bài. Nó muốn mà nó không làm được. Chú bảo đến nhiều khi chú về chú bảo giải trí chút, làm cả ngày mệt rồi, làm luôn cả đêm luôn, giải trí cả đêm luôn. Giống như cháu bữa trước chú chia sẻ vậy đó, cháu nói là cháu để cháu làm chuyện nhà đó, làm này làm nọ đó, rồi nó qua luôn qua luôn qua luôn. Đó là thực tế của đời sống là như vậy đó. Nhưng mà mình ít ra mình còn biết là mình muốn như vậy. Cho nên có nhiều họ sống theo bản năng thôi, họ không có biết gì đâu. Họ sống theo bản năng thôi. Họ làm như vậy, xảy ra như vậy, họ cũng không biết gì luôn. Họ không biết là họ muốn làm mà họ không làm được. Không biết. Chỉ là tối về ăn, tối về bật tivi lên, bật máy lên là coi như nguyên đêm đó. Không biết một cái gì đâu. Không ý thức là mình muốn làm mà làm được. Đó, họ không có ý thức đó. Như họ cũng muốn làm gì luôn, họ chỉ là ăn về đi làm về tối bật tivi coi thôi, hay là nhậu thôi, ví dụ vậy đó. Không có gì xấu chừng nhậu như chứ, ví dụ thôi. Mình làm những cái việc mình làm vô thức, không có biết gì hết, mình không có một ý thức nào hết về những cái việc mình làm. Thì cái mà cháu nhận ra đó là cái thói quen nó mạnh hơn mình. Thói quen mà, thói quen đâu có dễ cháu, thói quen là mạnh lắm. Nó quá lâu rồi. Đó đó, một người mà nhậu uống rượu cháu, cháu tưởng tượng bỏ muốn bỏ bỏ được liền không có đâu, bảo là bỏ mà phải đi ngang tiệm nó thế nào nó cũng vô vô mua thuốc lá ra cái mua chơi rượu luôn, hiểu tức là nó vậy, nó kéo mình mà nó lôi kéo đủ cách đó. Thói quen mà khó bỏ nhưng mà tập được sẽ tập được. Bây giờ thứ trước mắt cháu là nhận được mình cũng làm không được đó, cứ tiếp tục thực hành có bữa sẽ làm được và sẽ có cái một cái thấy gì đó. Ok cháu. Nhớ cập nhật chú ha, về cái chuyện đó, đó. Nhưng nói nhiều. Dạ Thực hành dạ sao? Ok. để cháu quan sát. Rồi rồi. Cái trường không gian nhận biết nó ở đây rồi, mình chưa có thấy được nó, chưa có nhận được nó. Vậy thì mình thấy cái gì? Mình cũng thấy được cái giống như là hồi nãy bằng cái giường này đó. Hồi trước cháu nhìn như hành thôi, bây giờ cháu nhìn hành có cái gì nó quanh quanh không gian gì chú hành. Nó có sâu hơn chút. Thì đó, cái mà chú muốn nói đó, cái trường nhận biết nó là chiều sâu, chiều ba chiều đó, chứ còn không thì hai chiều thôi, đúng không? Mình nhìn cuộc đời hai chiều thôi. Nếu mà mình thấy được cái đó thì nó có chiều thứ ba đó, nó có chiều sâu của những cái mình nhìn thấy. Cháu muốn nói thêm gì? Dạ cháu muốn thôi thêm là cái cháu trong cháu thiện cháu chia sẻ này nè, cái mà chú nói là khi mà thiện mà nói là hòa vô cảm nhận bên trong mình xong rồi rồi bình tĩnh lặng xong mình cảm nhận không gian xung quanh cái chỗ thiện của mình, chỗ ngủ của mình á, cái điều đó là cháu cảm nhận rất tốt quá chú. Chú chia sẻ nó cho công nhận tốt, cháu giống như là cháu hòa vô thành một không gian xung quanh luôn, gọi như là cái thân mình á, giống như là không khí luôn,
mình cảm nhận được hòa luôn, hòa luôn, thì chắc lấy cái này chắc ứng dụng vô cái đi đứng, cháu thấy nó hiệu quả hơn chú Hạnh. Cái tương cháu ứng dụng với cái tương tác với mọi người á, đi đến đám đông, đi đến quán cà phê hay là đi đến đâu á, trước khi mình đến, khi mình đến đó để mình tương tác, để mình chơi hay là bán tiệc gì đó, ngồi quán cà phê gì đó, thì bước bước vô là mình cái có cái nguyện đầu tiên là ngồi xuống xong là mình phải hòa vô không gian ở đó, thì cháu thấy nó rất hiệu quả, Hiệu quả như thế nào cháu? nó nhẹ nhàng lắm, nó tự tin lắm, mình hòa vô giống như là mình hòa vô giống giống như mình với mọi người là một cái đó, thì cái trạng thái mình lúc đó mới thay đổi rất là ok. Đúng rồi, đúng rồi. Nó mất đi cái biệt lập, mất đi sự tách biệt của mình với mọi người. Dạ đúng rồi, giống như dán bức màn dán lên vậy. Dạ, đúng Rồi, đúng rồi. rồi. Đúng rồi. Thì giáo lấy cái đó vô thực hành đi ra ngoài, ngoài thực tiễn cuộc sống thì nó ok. Mà khi cháu thực hành trong cái phòng phòng ngủ thì cháu thì rất là tốt rồi, giống như là nó không thấy cái thân thể luôn, nó hòa thân thể là nó hòa thành 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 một với cái không gian xung quanh mình lúc đó. Đúng rồi. Cái đó chưa làm tốt. Đúng rồi. Nếu mà mình có vấn đề với tiếp xúc người khác á, ha, thì chủ có một câu thực hành đó là gì? Đây cũng là tôi, mình gặp ai đó, mình nói thầm thôi. Đây cũng là tôi, mình nói với người đó đó. Đây cũng là tôi. Thì nó sẽ hạ cái màn nó xuống, cái màn phân biệt á. Đây vẫn là tôi, đây cũng là tôi, Đây cũng là tôi, cũng là đây tôi. cũng là tôi. Đó là người trước mặt mình đó, ha. Nhất là những người mà mình có vấn đề đó, mình nói thầm rồi, đây cũng là tôi. Tức là một biểu hiện khác của Dạ mình. đúng rồi, À có đó. một số người mình có vấn đề á, À mình đó. với cái nó cái mà cái cũ của mình đó, hồi đó cháu bị cái này nặng lắm mà chú Hạnh, bây giờ cháu cháu bớt lắm rồi, rớt cái 80% rồi, lâu lâu nó chạy ra thì cháu thấy phán xét người ta. Đúng rồi. Chê Dạ người đúng. ta dở đó. Mình có cái phê phán người khác á, mình rất là khó mà thoải mái lắm đúng. Mình có cái ở bên cái chỗ mà nó khó chịu lắm, nó gò bó lắm. Mà cái cao ngạo của cháu á, nó khủng khiếp lắm chú Hạnh. Cháu thấy rồi, cháu thực tập, cháu quan sát nó rồi, bây giờ nó giảm dữ dằn lắm rồi, giảm 80% luôn á, lâu lâu nó chạy ra cháu thấy liền, bây giờ vừa cảm xúc, bây giờ trong cái, bây giờ cháu rất là những cái mà cảm xúc trong người cháu mà nó lên đó, nó chưa thành ý nghĩ đâu, nó chưa thành ý nghĩ đâu, nó lên nó vừa gợn 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 trong bụng của cháu mà nó gợn gợn lên, vừa gợn gợn lên tới đây cháu thấy không? Bây Hay giờ cháu cảm nhận tốt lắm. Tốt lắm. Ok cháu. Chú cảm ơn cháu. rồi 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 cháu xin hết. sorry, chú bấm lộn. Chú bấm pin mà bấm lộn cái video. Tĩnh lặng, mình không có suy nghĩ gì đó. Nó dễ cảm nhận lắm. Cái đó thì cảm nhận, cái không gian nó cảm nhận thì nó mới cảm được hơn là mình suy nghĩ về nó. Cảm nhận bằng cái trực giác của mình đó ha. Cảm nhận cái không gian đó. Nếu mình phát phát cái ý muốn nhận ra không gian đó, đó thì nó cũng giúp dễ dễ nhận ra, tại cái đó nó cũng muốn mình nhận ra nó. Không gian nó muốn mình nhận ra nó. Hôm trước chú nói về cái câu mà ý cha được nên đó, mà người công giáo hay nói đó, mà chú bảo là ý em được nên thì ý anh được nên đó, mà chú chưa giải thích nhiều. Nhưng mà thế này này, bây giờ chú giải thích một chút. Tức là trong một quan hệ lưỡng ái đó, mình có những vấn đề với cái người kia mà mình không hiểu, có những cái điều quan trọng cái kia lắm mà mình không hiểu, còn cái tranh cãi hoài à, thì cái thực hành mà ý em được nên đó thì cũng giống như là mình lắng nghe cái người đó, đàn ông ha, mình lắng nghe cái người đó, cái người vợ mình, người bạn gái mình,
để mình hiểu những cái điều quan trọng với người đó. Nếu mình không hiểu thì mình hỏi sao em thích làm nó vậy, đã ví dụ vậy đó, mà cái điều đó, điều em thích làm rất là khó chịu với anh đó, thì mình hỏi lắng nghe để mình học hỏi, lúc mình hiểu rồi đó thì mình làm được rất là dễ dàng. Mà nếu mình làm được cái điều mình rất là thích đó, thì sẽ có chuyển hóa lớn trong quan hệ lưỡng ai. Thành ra cái câu mà ý em được nên đó là chủ mừng câu ý cha được nên đó, để mình thực hành đó hay lắm. Trong một cuộc hành ái chú thấy đó là mình cứ chống cái người đó không à, mà nhiều khi mình không hiểu người đó muốn cái gì mà mình thấy khó chịu, nhưng mà mình không hiểu tại sao người đó muốn cái đó mà mình không thích, thành ra cái đấu tranh nó với nhau hoài như vậy. Thành ra phải tìm hiểu tại sao người đó muốn cái đó. Nếu mình không hiểu mình hỏi sao em muốn cái đó vậy, hay là mình hỏi chồng mình sao anh muốn cái đó vậy, sao anh thích cái đó vậy. Mình hiểu rồi mình sẽ làm được. Trời ơi, mình mà làm được cái điều cho người kia rồi đó, tất cả những cái đấu tranh từ xưa giờ sẽ giảm rất là nhiều, 80% sẽ giảm. Mà người đã được làm cái điều đó rồi đó, họ rất là hạnh phúc, họ sẽ bù bù đắp lại cho mình, sẽ bù đắp lại cho mình. Có ai mà người khác làm ra cái điều mình muốn mà mình lại không có trả ơn đó, đúng không? Mình sẽ bù đắp cách này cách khác. Thành ra cái thực hành ý ý cha được nên, à, quên, ý em được nên, ý anh được nên là vậy đó. Mình phải tìm hiểu tại sao người đó muốn như vậy và tại sao mình chống đối đó hay hai bên, đúng không? Phải hiểu tại sao mình chống đối. Ngồi xuống nói chuyện với nhau. Em làm đó làm cho anh điên cái đầu, làm cho anh sôi máu, làm cho anh bực bội, làm cho anh khó chịu vô cùng. Anh không làm được. Đó, thú nhận. Không làm được. Bây giờ anh muốn làm cái đó cho em. Anh muốn làm gì? Em nói cho anh nghe đi, là sao em thích làm cái đó vậy? Một cái điều quan trọng lắm á, nhưng mà mình để năm nay cái năm khác, tháng này cái tháng, 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua vẫn đấu tranh nhau về một cái chuyện đó, không có Chú hiểu. Hạnh, À sao cháu? chú Hạnh ơi, cái video cháu chưa được mở. À rồi, cháu bật được mà chú tắt, nhưng mà cháu bật được mà cháu nó nút Dạ được video được rồi đó chú Hạnh. Dạ nhưng mà cháu tự bật được mà làm chú nó có chú bật tắt, tắt bật lồn thôi, cái này chú bật cái nút remove cái pin mà nó coi thành cái video. Các bạn chắc các bạn có thể chia sẻ riêng với chú, không cần nói ra đây. Cháu có vấn đề này với vợ hay bạn gái này, hay chồng hay bạn trai này, mà nó không làm được, chú có thể góp ý cho. Mình áp dụng với con mình đó, với mẹ mình, với anh mình, với chị mình. Cái người đó, cái điều đó người đó rất là muốn làm mà mình không có làm được đó. Đó là cái chỗ mà mình có thể thực hành được, vượt qua được. Qua tưởng tượng đi, cái đó vượt qua được là hạnh phúc lắm á, cho cả hai, đúng không? Tại vì trong người lớn nó có những cái vấn đề lặp lại, cứ ví dụ đó thôi, có những cái lặp đi lặp lại cả bao nhiêu năm như vậy đó, mà mình vẫn không có đối diện với nó, không có nói về cái đó, không có thảo luận, không có bàn bạc, không có chia sẻ. Tiên cũng vậy nhé, coi mẹ muốn cái gì đó mình tức mình không làm đó, chứ coi lại tại sao mình không làm được, nói mẹ nói cho mẹ hiểu, mẹ muốn cái này mà con cũng làm được, con cũng làm thì cháu thực hành được cái đó là sẽ có cái sự chuyển hóa lớn với mẹ. Chú tắt cái mic của Khoa này. Hoặc là mình làm việc với những người trong sở đó, mà có một người mình không chịu nổi. Những cái đó là chủ đề tu tập đó ha, chủ đề để quán chiếu, để vượt lên, vượt qua. Nếu mình có một người mà mình cho là kẻ thù của mình đó,
một cái chỗ để mà thực sự đó, thù địch của mình đó, một cái người thù địch của mình đó đó. Làm sao để mình quan sát được mình lúc mà mình nghĩ về người đó, lúc mình gặp người đó, có nhiều cái thú vị xảy ra mình lắm. Có thể nó còn cái sự nghẹt thở, không thở được, căng thẳng, cái mình nghĩ tại vì người đó, mình nghĩ về tại vì người đó nó nằm trong mình, cái sự nghẹt thở đó nằm trong mình. Một quyết định đó, sai lầm đó, thường đến mà mình đến bằng một ý nghĩ mà mình tin theo, trong vô thức thì mình tin, nhất là mình có cái nội kết gì bất đồng ngay đó trước đây, thành nó có những quyết định đó. Nó từ trong cái vô thức, nó không có được sáng suốt, không có được suy gẫm kỹ càng. Cái này chú nói còn giờ trong mình á, nó có một cái lực lượng chú gọi là cái ác, cái ác, cái vô minh, nó không có muốn mình vui vẻ thoải mái gì đâu, cái đó nó chỉ muốn đấu tranh, chỉ muốn xung đột. Thì đó là cái bóng tối ở trong mình có ánh sáng nhưng đồng thời có bóng tối, tức là cái phần đó nó không có muốn hòa thuận, nó không muốn hợp tác, nó không có muốn yêu thương, nó muốn đấu tranh, nó muốn đổ máu, nó muốn sát phạt. Thì đó, trong mỗi người đều có một cái phần như vậy, bóng tối của mình, giống như cái hình âm dương đó, một sáng bên tối. Mai Thi, cháu muốn mời cháu, cháu bật mic lên, bật mic lên hơn. Rồi Dạ cháu nói, alo, rồi dạ cháu nói. cháu, dạ cháu chào chú, chào cả nhà. Cháu có một cái muốn hỏi chú về một tuần nay cháu thiền nhưng mà cháu không có thiền được, cháu cứ bị suy nghĩ nó dắt đi, nó cứ nghĩ tùm lum tà la. Thứ hai nữa là cái khí ở sau cái ở trên cháu nó cứ lên và cháu cứ bị kéo theo khí. Thứ hai là không không thì suy nghĩ của cháu nó cứ đi 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 mà khi cháu quên mất cái câu mà Trang Bi nói là nhận biết đó, cháu quên mất câu đó là cái câu gì luôn. Nhưng mà có một cái như vậy, cháu thấy như vậy hôm trước, mà một tuần trước, mà khi trước khi cháu xin tôi nhóm á, là cháu làm việc không, cháu không có làm việc được, cháu cứ lên ngồi là bắt đầu cháu mệt rồi cháu nghỉ. Sau tự nhiên lúc mà đi vô nhóm xong cái thiền được mấy buổi với nhóm, cái tự nhiên cháu không còn sợ cái dòng khí đó nữa, và cháu làm việc được một tuần rồi, là cháu nộp được báo cáo, là nói chung là cái thành công lớn của cháu rồi đó, cái thành công đầu tiên của cháu. Mà cháu không hiểu tại sao mà tự nhiên cái cháu làm việc rồi cháu tự nhiên cháu có tinh thần cháu làm, tại vì cái báo cáo của cháu cuối tháng này nó nộp nên, nhưng mà cháu bị bế tắc luôn, cái cháu làm không được. Thì cháu muốn hỏi chú, thứ nhất là cái thiền của cháu không có tập trung được, thứ hai nữa là cháu bị sợ một cái nỗi sợ lớn lắm, là cháu sợ đi làm việc đó chú, có nghĩa là cháu nghỉ việc 2 năm nay rồi nhưng mà cháu chưa đi làm việc lại được. Cháu mỗi lần vô công ty là cháu bị sợ, cháu sợ công việc của mình á, cháu sợ lắm, là cháu không có đối diện được với nó, cháu đang bị hai 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 cái đó. Thì cháu muốn chia sẻ nó, cháu hỏi muốn chia sẻ với chú với mọi người á là như thế nào đó chú. Có nhiều người bị như vậy lắm, sau COVID á, phải COVID không? Dạ Cháu đúng nghĩ rồi, sao sao bị Covid COVID, đúng rồi, cháu nghĩ bị COVID đúng không? nhưng mà Covid cũng một phần, với lại hồi đó cháu bị stress công việc, cháu bị bệnh đó chú, Đúng đến rồi. hồi mà cháu đi làm lại là cháu sợ lắm,
cháu vô cháu thấy hóa đơn công việc của cháu là làm bên kế toán á, thì cháu vô cháu 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 thấy hóa đơn chứng từ cháu thấy nó tùm lum tà la lên, cái cháu sợ, cháu không dám làm, cháu vô mấy công ty luôn mà cháu làm được tuần cháu nghỉ, bởi vì cháu sợ quá cháu không đối diện được. Nhưng mà thật ra cháu cũng bây giờ cháu bình thường rồi, cháu khỏe mạnh rồi, cháu không có vấn đề hết, mà cháu vẫn không đi, không không có đối diện được cái nỗi sợ đó của cháu. Thì 2 năm mấy năm COVID vừa rồi đấy là nhiều người cũng bị như vậy cháu. Họ bây giờ đã có một số họ không muốn vào công sở, họ muốn làm việc ở nhà thôi đấy. Thì vào công sở lại đấy, giống như mình phải vào cái thế giới mà căng thẳng ngột thở, không có thoải mái gì, như cái làm về nghề mà về đâu như cháu. Thành ra cái chuyện mình sợ đi lại làm là một cái chuyện bình thường, chắc như nó bị như vậy lắm. Nhưng mà có một cái đấy là thiền tập nó giúp cho cháu, nhóm năng lượng giúp cho cháu. Như hôm nay cháu vào đó là nó có được cái lợi ích hết đó. Nó được chuyển hóa những cái gì đó cháu không có nhận nữa chú chưa Dạ có có lý do cho cái dạ chú chưa có cháu cái máy để nó cháu đo cái đó, dạ nó chưa được cái gì, chú chưa có phát minh ra cái máy phát được cái đó chắc là giàu. cháu Phát minh cũng ngại nói chuyện, cháu cũng ngại khi cháu cũng ngại hỏi, nhưng mà cháu cứ đắn đo hoài, thôi hỏi luôn đi, hỏi luôn đi, hỏi thứ coi như thế nào. Rồi, nhưng mà cháu thiền từng rồi, cháu thiền mặc dù thiền không được nhưng mà thật ra cũng có cái năng lượng gì đó giúp cháu giải quyết được vấn đề của cháu. có Cháu không làm gì, cháu làm báo cáo cho công ty, chứ mà cháu không làm việc nhưng mà cháu còn làm một báo cáo cho một công ty mà đến hạn nộp rồi, mà một tuần trước trước khi cháu vào nhóm mà cháu không làm được, cháu ngồi cháu sợ, cháu ngồi hơi là cháu khí nó lên là cháu đi nằm, nói chung là một tuần mấy lâu lắm rồi cháu cứ vật vã vậy. Sao tự nhiên lúc mà cháu vô cái cháu không biết là cái năng lượng gì, không biết cháu không biết hết được, nhưng mà tự nhiên cháu là có tinh thần cháu làm, và hiện tại cháu làm xong rồi. Thì hôm nay cháu lên cháu cũng hỏi, nhưng mà cháu thiền thì cháu chưa có cảm nhận được gì hết, cháu cứ cứ đi lung tung la ta, rồi nhiều khi cháu bị giống như ngủ quên á, giống như không biết phải ngủ quên hay không mà nó cứ mơ mơ màng màng á, nó cứ hơ nó không còn mình không còn đọc nữa, với lại mình giật dậy cái mình nhớ là mình mới nhớ là mình đang thiền, rồi khi có cái mình cháu quên mất cái câu á luôn. không sao, nếu mà cháu cần nhớ cháu ghi miếng giấy á, trước mặt á, giảng ở đâu đó để trước mặt mình đó, ha, hay nằm ở đâu đó. Quên thì mình cầm cái giấy lên mình đọc, tại vì tâm trí mình nó ghê như vậy đó, làm cho mình quên cái chữ đó chữ gì luôn. Cháu không nhớ, cháu kêu chở cái câu hai cái từ gì mà tự nhiên mình đang đọc mà mình lại quên quên kỳ lạ vậy, sao lại quên, chứ cháu ngồi thôi cháu mới nhớ ra được là hai cái chữ gì luôn á, kêu sao kỳ cục vậy cháu biết rồi. Cứ Hôm trước chú có gửi trong nhóm á cái audio của bạn Camotion á, tín á, tín nguyện á, dạ thâu thâu để mình bỏ vào trong máy mình nghe, chứ nó tự phát ra cho mình một một phút 5 phút gì nó phát ra cho mình nghe, nhắc cho mình à vậy hả, đó. để cháu làm thử. Để chú coi nó còn nằm ở đâu để chú gửi cho cháu mai thi hả. Thì cái chuyện mà thiền á cháu, bây giờ cháu mặc dù cháu nhận ra là cái tâm trí mình nó cứ chạy mất, nó không có tập trung được, thì đó là tình trạng hiện tại, nó thói quen đó mà, thói quen suy nghĩ đó, nó vậy đó. Cháu cứ tiếp tục, đừng có nản. Hồi nãy bạn Khoa đó chia sẻ đó, muốn không có nói nhiều mà nó vẫn nói nhiều. Mẹ nó buồn lắm. Thì bây giờ cháu muốn tập trung ấy, nhưng mà cháu không tập trung được, thì cứ biết vậy thôi, nó đang như vậy thì cháu cứ tập tiếp tục. Chứ nói đó, vô vô thiền ha, vô nhóm đó, cháu cứ ngồi chơi thôi, nghe được cái gì nghe đó, đừng có hiểu, đừng cần hiểu đâu, hiểu cũng tốt, không hiểu cũng sao. Có những bạn nó không ngủ được cái gì, vô nhóm thiền 1 2 tuần chỉ cái ngủ ngon vậy đó. Thành ra cháu mà làm cháu giấy cháu tờ, cháu làm hồ sơ được, cháu làm nộp cái gì đó được là hay lắm đó, đó là kết quả đó. rồi cháu dạ đúng rồi cháu sợ lắm, mà cháu nhiều khi nó bị bế tắc, cháu cái khúc đó cháu biết làm sao mà cháu sợ nhiều thứ lắm. Rồi cháu vô cháu làm từ từ mà tự nhiên cháu làm mà đến hôm qua cháu đã nộp được xong báo cáo, tự nhiên cháu thấy nó thì nhiều cái thành công nó làm sao nó Đúng rồi. trời thấy nó vui. Mà ra cháu cháu nghe kênh của chú là hơn cả năm rồi, cháu mới hôm nay cháu mới vô, cháu nghe lâu lắm rồi mà cháu cứ lăn tăn á, cứ thấy mọi người thiền, mà cháu thấy bữa chú ghi là hồi xưa chú ghi là thiền 5D đúng không chú?
cháu nghe từ năm chữ 5D cháu nghĩ trời ơi thiền này chắc cao siêu lắm, thiền này chắc gì á, mình không có biết thiền mình vô chứ không được đâu, nên là thôi cháu cứ suy nghĩ vậy, cháu không dám gửi, cứ tự nhiên lúc mà thời điểm mà nó căng thẳng quá rồi cháu bị gọi là nó bế tắc quá là nó không còn cái đường nào, cháu mới gửi mail cho chú, lúc đó mới có động lực để mail cho chú, chứ không thôi là cháu cũng cũng lay lắt không có tìm được cái con đường nào hết. Nên là cũng cảm ơn chú, cảm ơn nhóm nhiều lắm. Cháu nhầm nhận biết ha, cháu lúc mà mình sợ đó cái mình nhầm nhận biết, mình có mặt với cái cảm giác đó. Nhầm nhận biết, nhận biết thì nó sẽ nhả ra, nhả cái sợ ra, mình thấy được nó. Cháu có nhìn thấy được cái sợ không, có cảm được nó không Có, đó cháu cảm được cháu sợ, cháu đang sợ. đó, thì cảm cảm được cái đó, mình nhầm nhận biết, mình thở buông thư, có mặt với nó. Đó, có mặt cái nhầm nhận biết vậy đó. Rồi cháu nhớ cảm giác là mình ngồi trong nhóm này này hả, có thể là thấy mọi người đang ngồi với mình, ngồi quanh mình đó. Thì tự nhiên nó sẽ có chuyện có liền. Và cháu sẽ cố gắng, cháu cảm ơn chú, dạ cảm ơn mọi người. Thì từ từ đó cháu sẽ vượt qua được cái nỗi sợ này. Nhiều người bị như vậy lắm, bây giờ họ không đi làm được luôn, ở nhà thôi, thành không phải Cháu riêng bị hai cháu đâu. năm mà. Thì việc sau Covid mấy năm như vậy đó, người ta cũng cũng đâm như vậy. Chú nhớ là chú cũng cảm giác sợ sợ lúc đi làm lại. Cháu Đó vô mấy công ty cháu sợ, cháu làm được mấy ngày cháu nghỉ, là cháu lại ở thì nhà mà ai gọi cháu cũng vấn, cháu cũng sợ nữa. thì cái đó là cái trong mình đó, nó có cái nỗi sợ đó, thành nên lúc ở nhà 2 năm là sợ lắm, sợ không biết một cái điều mình biết là làm, có bây giờ mình quên thấy chưa, có làm được không đó, tất cả những cái gì đó đó. Dạ, cũng đúng, Cháu cứ cũng nhầm, có chút. cháu cứ nhầm nhận biết, biết là nó có sợ và mình có mặt với nó, thế nào nó cũng hết. Dạ. Nhắn chú, bây giờ nó sợ gì với chú, nó nói cái này nó kia, nhắn cái chú. Nhắn Dạ. với chú, nó sẽ bớt sợ. Dạ. À, Cháu thực hành để khi nào mà cháu nói sợ cháu lên, bắt đầu rồi, với lại nghe cháu bật những nhận clip biết. của nhóm này nghe này, à, bật những clip của nhà nó có nhiều năng lượng lắm, hay lắm Dạ. á. Cháu thiền cháu cũng bật lên, cháu bật lên cháu Rồi. thiền theo Rồi. cái dẫn á. Thì chủ cháu vào thiền á, cháu cứ thoải mái thôi, ngủ cũng được nữa, không sao, mình muốn tỉnh nhưng mà mình ngủ thì ngủ luôn, cháu ngủ, cháu hiểu, đừng có sợ. Trong lúc thiền mà quên cái gì, nó vô cái giấc giống như mơ màng cái gì, cũng cũng Dạ ổn, đúng rồi. cũng ổn, cháu không sao đâu, đừng có làm đặt vấn đề, đừng có đặt vấn đề gì cả, cái đó cũng tốt hết, mọi thứ đều tốt hết. Cháu cứ tiếp tục thiền ha, tiếp tục nghe clip vào nhóm sinh hoạt, nó sẽ bớt đi, từ từ sẽ bớt đi. Cháu 1 tháng sau cháu thấy nó khác lên á, thực Dạ dạ á, năng lượng của cháu mạnh lắm. dạ dạ cháu cảm nhận được một tuần cho tuần nay cháu cũng cảm nhận được có thay đổi. Ơn cháu. Dạ dạ cảm ơn chú. Dạ Chú chào muốn chú. chú thấy cho khoa giơ tay rồi, nhưng mà thôi nói nhiều rồi. Giờ cháu thực hành. Cháu thực hành nhé, khoa. Ơn cháu. Cứ tiếp tục như vậy đó, không sai hết, mọi người đều như vậy hết, mình mỗi tập thiền mà sao mà tập trung được. Lúc nào mà cháu quan sát được, cháu quan sát, lúc nào không quan sát được thì mình quan sát được thôi, vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Đừng có trách mình, đừng có bắt gì cả. Nhưng mà mình nói ra cái nó không ngăn hiếp mình được nữa, à, nói ra được cái nó nhẹ. Cái này muốn nói gì không chậm. Cái này muốn nói gì không chậm. Thì chú ơi cho nói chút được không À, được chứ, đợi chú. Nói đi. dạ cái vấn đề chị hồi nãy có hỏi á, thì cháu cũng đã từng có ở trong cái trường hợp đó á. Thì giống như là cháu đi làm thì cháu cũng thấy là cháu không muốn đi làm, cháu cũng sợ đi làm,
do là cháu thấy rõ là giống như là không biết chị có giống cháu không, nhưng mà cháu thấy rõ được cái tâm trí của cháu á, nó sợ cái việc tới lúc tới công ty nó nhiều việc, nó lo trước chú à, nó lo trước cái việc ở đó á. Nó tưởng tượng ra một cái viễn cảnh là bao nhiêu giấy tờ là một đống đồ chuyện phải làm, cái tự nhiên nó đâm ra nản. Rồi. Nên nhưng mà mình khi mình tới đó mình trọn vẹn với công việc mình đang làm, mà đừng có nghĩ tới cái tương lai là nó sẽ như nào hết, mình cứ tới đó mình làm thôi, mình làm với tâm thế là xong tới đâu hay tới đó, chứ đừng có nghĩ là mình phải xong hết một lần hết tất cả các việc. Đúng rồi. Thì mình dần 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 mình thấy rõ được cái lo trước đó của mình á, thì mình buông cái lo trước đó đi, mình cũng chứ nó giống như là một cái bản ngã vậy thôi, mình đừng có để ý nó, tại vì nó không có thật á, mình tự suy diễn nó trong cái đầu mình ra thôi. Nên mình tới đó mình trọn vẹn với công việc, cứ bất cứ cái gì mình cũng rõ biết, vừa làm vừa 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 rõ biết cái bản thân mình, nó tự nhiên mọi chuyện nó tự nó qua, do mình tự nhiên mình quá là cái vấn đề là mình phải làm quá là nhiều việc thôi. Thật sự lúc đó là tới lúc làm rồi thì mình cứ trọn vẹn hết công việc làm, lúc đó nó không có còn chán, nó không còn nản, nó không còn sợ chứ mà. Với lại đó, đến sở đó thì họ chỉ có thể giao cho một việc thôi đúng không, rồi xong rồi làm việc khác đúng không, nhưng mà tại vì cháu tưởng tượng là sẽ có 100 việc, 1.000 việc và mình không đi làm mấy năm thì mình thiếu tự tin đó. Vậy đó, nó có nhiều cái tưởng tượng trong này và mình tin theo nó, tin theo những ý nghĩ đó. Dạ đa số là tưởng tượng là tin thôi, bây giờ nó cũng vậy thôi chứ hả, nó nhiều cái vi tế hơn Đúng rồi, bây thôi. giờ mình có một cái đoạn đường mà mình phải đi đó. Từ ví dụ như từ từ đây ra đầu đầu ra 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 đầu tỉnh ví dụ vậy đó, ha, nó đi phải mất mấy ngàn, phải mất mấy cây số ví dụ vậy đó, cái mình nghĩ xa quá. Mình tưởng tượng đúng không, nhưng mà nếu mình đi đó thì mình chỉ bước thôi, bước một bước đầu tiên, hai bước, ba bước, nó cứ một từng bước một như vậy. Công việc cũng vậy, chả vào sở đâu có giao 100 việc đó đúng không, làm gì làm được, giao một việc thôi, làm xong bây giờ cháu xong rồi làm việc khác, thì việc thứ hai đó là một việc thôi, chỉ có một việc thôi, nhưng mà tại vì mình tưởng tượng nhiều quá, mình phóng tâm về tương lai, nhất là phóng tâm kiểu mà đen tối này. Mình tưởng tượng và mình tin vào đời, vào cái ý nghĩ trong đầu mình nó ra thôi, tới ý nghĩ thôi có, nhưng mà mình tin theo nó. Giống như cuốn sách của chú có ghi á, cứ trọn vẹn ở giây phút ở hiện tại thôi, thì không Đúng cần rồi, phải lo gì tương lai, nó cứ việc cứ làm thôi là tự nhiên an lạc tự tới rồi chú ạ. đúng rồi, mà một việc một thôi, đừng nghĩ nhiều. Bây giờ ngay cả họ giáo mình 100 việc cũng vậy, mình chỉ có thể làm một việc thôi đúng không, làm sao làm 100 việc lúc được, thì bây giờ mình làm cái này việc số một đó, cứ làm đi, lúc nào xong xong cứ để ý tới thế nào cũng làm được, như mấy cái công trình báo cáo gì của cháu đó, cháu đâu nghĩ cháu làm được đâu, mình cháu làm được đó. Người ta giao việc cho cháu 2 tháng mà 2 ngày cháu làm xong mà. Thì đó, chú có một cái clip trên mạng tí chú gửi cháu mà thì chú thâu ngay lúc mà chú đang học cái lớp điện toán năm bảy sắp thi mà không được, chú thâu ngay lúc đó luôn. Tức là mình chưa có vượt qua, mình đang thâu ngay lúc mình đang kẹt, sau khi chú nói chuyện xong mấy chục phút á chú vượt qua luôn. Cái vấn đề của mình là mình trong tâm mình thôi đúng không? Trong cái lòng mình lo sợ. Nó nghĩ không làm được, thi không được, sẽ thi rớt, tất cả những câu chuyện đó nghĩ về làm sao mà căng, không căng được đúng không. Đó, việc việc mấy tháng làm xong, làm 2 ngày xong đó, là đông đó. Chú phải Còn thi, bữa đó thức cũng dữ lắm chút. Dạ chú vô cái việc mới đó, nó cho mình có 3 tháng để mà lấy cái chứng chỉ điện toán đám mây, mình đừng biết làm cái đó từ xưa giờ đâu, cái này mới. Vừa đi học vừa đi làm cực lắm. Cái mình không học được cái tâm trí mình nói, nó ăn hiếp mình, nó nói mày là mày đó, mày cả tháng rồi mà bây giờ mày chưa làm gì, đi ăn vặt mình, nó xị vả mình đó. Bây giờ kể chuyện hồi đó tới bây giờ chắc cũng vậy mà chú, bây giờ học cứ thi rồi tới nước tới chân mới nhảy bắt đầu học. thì rồi cũng học được phải không? Cũng học được phải không? À đó, thì có kinh nghiệm mình biết ấy. Mày thi đó, đó, cháu cũng làm được thôi. Báo cáo, báo ghét gì cũng làm được thôi. Nhưng mà trong mình đó, nó có cái chần chờ như vậy, ai cũng vậy. Không muốn làm liền.
Nhưng từ từ mình sẽ học, mình làm liền, làm chút. Yeah. Ví dụ như 10, 10 phần thì làm được phần tối nay. Ví dụ vậy đó. Từ từ nó sẽ tới, sẽ lúc làm xong. Huyền muốn nói gì không chào? Cho bật mấy cái đó, cho muốn nói gì không? Alo. Dạ À, nghe không chú? chủ nghe. Dạ. Chung là giống con tập thiền nó không có được tập trung. Mình cứ suy nghĩ này kia kia nọ. Nói chung là nhắm mắt lại xong rồi cứ nghĩ rồi cứ lại không có được vô sâu chứ. Cái đó sẽ được nhiều người lên trọng thiền là như vậy đó, mới bắt đầu là như vậy. Kìa để cố gắng để mình tập trung lại là không tập trung. Giờ chủ khuyên á, cháu đừng có cổ gì hết á, cứ thiền thôi, cứ vô thiền á, không tập trung được cũng thiền, tập trung được cũng thiền, vô mà cũng ngủ luôn á cũng thiền, cũng vô chứ đâu có la là hôm nay có ai ngủ quên gì đâu. Sao cho tắt cái video rồi thì cái đỏ trong chậu nó cũng nhận thấy, nó nhận biết là nó mới đang như vậy à, đúng không? Cái phần khánh yên lạc rất rất màng rồi, rất màng. Thì cháu cũng nhận thấy những cái sợ hãi trong mình, phải mới thi đó. Nó có cái phần nó nhìn thấy tất cả những cái đó. Dạ đúng chứ, cháu thấy, cháu cảm được cái nỗi sợ đó. Đó thì chính cái đó là cái nhận biết mà chú nói hồi nãy giờ đó. Nhưng mà cháu chưa cái nhận mặt nó thôi, nó đang ở đây, nó thấy những cái gì trong cháu xảy ra mà nó cháu chưa cái nhận mặt được nó thôi. Thành ra đó nó không phải mình tu thiền cho giỏi thì mới mới nhận được cái đó, nó có sẵn rồi mình chưa nhận được thôi. Thành ra là mình chú bảo chú thỉnh thoảng chú hay nói là mình vào vào nhóm, vào thiền, vào buổi zoom, vào buổi vấn đáp đó, cái ngồi chơi thôi, đừng có quan trọng cái chuyện gì hết, đừng có suy nghĩ bằng tâm gì hết, đừng có cố đạt được cái gì hết, chỉ ngồi chơi thôi, ngồi như ngồi câu cá vậy đó, ngồi uống cà phê vậy đó, có cái gì lọt vô lọt thì cháu sẽ nhận đó, sẽ dễ dàng nhận được cái đó hơn, tại cái đó đang ở đây rồi. Nhưng mà tại mình bận rộn, mình với những lo lắng với những suy nghĩ mình có nhận ra. Sợ mình nó sợ mình nó lớn giống như nãy Đông nói là cũng đúng á, tại cháu hay đặt cho mình cái mục tiêu nó lớn lắm, cháu vô làm thì cháu phải làm nó tốt là nó cháu cái cháu bị cái đó nó cũng cũng ảnh hưởng. Trước khi là cháu làm hồi xưa giờ cháu làm nói chung là cháu hay đặt cho mình cái mục tiêu nó cao quá, rồi có khi mà cháu không làm được cháu thất vọng. Cháu thất vọng hồi đó, hồi cái đợt trước mà cháu đi, cháu nhớ cháu đi thi bằng lái á, mà cháu đi rớt, cháu rớt lý thuyết thôi mà cháu như sụp đổ vậy, cháu như cái thế giới này nó sụp đổ, nó khủng khiếp, À, sao mà cháu có thể khủng rớt cái đó được? khiếp Chưa đùa, chưa y đùa, chưa đùa, vậy luôn, chưa đùa. y như con nói của chú luôn. Mà tại vì cháu bình thường cháu học cũng không có phải là tệ, cháu bình thường cháu đi làm cũng cháu làm cho công ty thì nó cũng là nói chung là cũng cũng không đến nỗi là tệ lắm, mà sao mà thi là rớt, mà vô mà tự nhiên vô cái tâm của cháu nó bị loạn xạ, cháu đánh loạn xạ mà cháu rớt, cháu không bị rớt nha, cháu bấm tới cái lúc hoàn thành cháu thấy trời ơi, sao rớt, cháu không biết rớt, cháu không biết sai từ sai chỗ nào luôn. Mà cháu một ngày đó là cháu bị cái tăng lượng cháu nó tụt tụt xuống, rồi gọi là nó không nó, xong bạn bạn cái nói trời mà rớt 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 lái xe thôi, rớt đi rớt thôi, mốt đi lại với làm gì ghê vậy. Rồi. Mà không hiểu tại sao lúc đó cái cảm xúc của cháu nó khủng khiếp, nó khủng khiếp. Mà lúc thật ra cháu cũng nhận ra, nhưng mà cháu cháu không có cháu nhận ra thôi, chứ cháu không có cháu bị cuốn theo luôn.
Mà sau này thì cháu suy nghĩ lại, lúc mà cháu nghĩ lại có nhiều chuyện lắm, cháu làm không được á, cháu bị thất vọng á, là cháu bị cái cảm xúc nó bị tụt, nó do cháu đặt cái mục tiêu, nó cháu đặt cho mình là mình phải vậy phải vậy phải vậy. Khi cháu làm vậy, cháu vô cháu nói cháu làm thì cháu phải làm được, cháu phải làm xuất sắc để cho người ta thấy, để giống như là vậy đó. Nên là cháu cháu hay bị cái đó, cháu cũng nhận ra cháu bị cái tôi cái đó nó cản cháu, nhưng mà cháu chưa có thoát được. Cái tôi đó, nó xây dựng hình ảnh về Mai Thi là giỏi, là thế này là thế nào. Thì đúng rồi, nó tự nó xây lên một cái nó gì mà mặc ra mình biết nó tự nó xây lên một cái gì nó ghê gớm lắm. Đúng rồi. Một trong đầu mình nhiều hơn là ngoài kia, người ta không biết đâu, mình tự xây lên, mình tự đặt cái mục tiêu cao quá, xong rồi mình tự làm cho mình căng thẳng, đúng không, ai bắt cháu đâu, đúng không? Rồi cháu bị áp lực cái hồi đó chú Thi là do mọi người ai cũng biết hết. Rồi nói chung là cháu bị áp lực từ bên ngoài á, những cái bên ngoài làm ảnh hưởng đến cháu, và cháu nghĩ là cháu phải thi đậu. Cuối cùng cháu bị rớt ngay vòng đầu tiên, là cháu bị nó bị hụt hẫng, gọi là nó y như cảm xúc đó, y như là y như bị rớt xuống cái gì nó cái hố gì nó ghê gớm, y như nó buông xuôi hết mọi thứ luôn. Mà thật ra lúc sau nghĩ lại thì sao nó cũng đơn giản, mà sao mình để cho nó cảm xúc mình nó bị tụt vậy. Lúc đó mình cũng lúc sau này mình cũng mới nhận, để mình mới coi, mình mới nhìn là ra, mình mới nhìn lại mỗi cái thì mình thấy đúng đúng là nó vậy, nó bị cái gì nó làm cho mình cứ nghĩ là mình giỏi lắm, mình giỏi hay là mình giỏi, cuối cùng mình bị rớt những cái vậy. Mình bị thất vọng mà nó khủng khiếp, gọi là cảm xúc nó bị khủng khiếp lắm. Sau này thì mình mới nhận ra, sau này cháu mới nhận ra thôi, chứ hồi đó cháu lúc đó cháu nó thất vọng mà, trời ơi. Mình xây dựng một hình ảnh với chính mình đó, rồi mình lại nỗ lực mình làm cho nó thể hiện cái nó ra, thì đó là mình tự làm khổ mình đó. Mà mình tốn nhiều năng lượng, tốn nhiều công sức lắm để mà xây dựng hình ảnh đó. Bây giờ chú hỏi cháu này, có ai biết cái đó không, ai biết là Mai Thi là thế này là thế kia không, họ có biết Tại vậy vì hồi xưa đúng rồi, không 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 có ai không? biết gì, tại hồi xưa thì chưa giờ mình học á, mình ít bị rớt á, cháu đi thi thì là cháu không có bị rớt nhiều. Rồi với lại những cái đó mà những người trước người ta thi như trong gia đình cháu á, chỉ còn mình cháu à, cái bị áp lực, giống như ai ai cũng biết lái xe hết, ai cũng cũng biết lái xe hết, còn mình cháu không chịu học nữa, rồi cháu học cháu bị rớt, cái cháu bị quê á, cái bị quê á, cháu bị tụt cảm xúc nữa, trời ơi. Thì đó, tất cả những cái sự diện đó đó, quê mất mặt rồi sự xấu hổ nữa đó, bạn ngã Dạ cháu, đúng rồi, bạn ngã đó. dạ bà ngã lớn khủng khiếp. Nhưng mà cháu nhìn thấy bạn ngã đúng không, cháu nhìn thấy tất cả cháu đó cháu đó cháu cháu nhìn thấy được, cháu nhìn thấy đó. được cái lúc đó, sau này cháu nhìn thấy được là cái bản ngã của cháu lớn quá, cháu nhìn thấy được, cháu từ từ, cháu đang từ từ giống như bỏ bớt Đúng đặt rồi, cho mình những cái khuôn mẫu mà xưa giờ mình tự đặt ra cho mình thôi, chứ cũng không ai đúng đặt rồi, cho mình hết. không ai thấy Mai Thi của Mai Thi xây dựng trong đầu đâu, không ai thấy đâu, chỉ có mình cháu thôi, chỉ có trong đầu mình thôi, nó tưởng tượng thôi đó, lâu đài này trong đầu mình thôi, chứ không có ngoài kia không có lâu đài đó, lâu đài Vậy của kia Mai Thi. sao, vậy kia sao không biết mình là ai, không biết nhé, Đúng tự rồi, nhiên đặt không cho ai biết mình vậy suốt đâu, cùng. mà mình cứ nghĩ là phải biết Mai Thi là thế này là thế kia, đó là trong đầu mình tưởng tượng với cháu. Mình tưởng Trời tượng ơi, mình tính. tự làm khổ mình tự làm khổ mình bởi những cái tưởng tượng, bởi những cái nỗ lực xây dựng một hình ảnh về một con người không có thật. Mình làm ai cũng làm vậy chứ, lúc mình cháu nhận cái rồi cháu sẽ bớt khổ, sẽ từ từ Cháu nhận ra từ từ. bỏ Từ đó. từ cháu nhận ra, cháu nhận ra từ 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 nói chung mà từ 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 cái cháu nhìn ra sự việc đó, cháu đậm lại, cháu nhìn lại rồi cháu bớt, cháu thấy bớt. Còn hồi xưa cái thời điểm mà trước đó, trời ơi, cháu bị tự mình làm khổ mình, nó bị khủng hoảng lắm. Rồi. Với lại Nhưng cháu không đi làm nè, cháu không đi làm mà cháu tự như là nói chung nó cũng bế tắc á. thì có cái nó nhận hết tất cả những cái đó, nó đang có ở đây và nó nhận hết tất cả những cái đó về Mai Thi, nó thấy hết những cái đó của mình, đó là cái sự nhận biết cái chú đang nói đến, nó đang ở đây rồi, nó theo cháu mà. Cháu làm gì nó cũng biết hết đó.
Thì cháu chưa giáp mặt được cái đó thôi, nhưng mọi người đều có cái đó hết. Cái gì nó cũng biết hết. Thì sẽ có lúc mình cứ vào thiền với nhóm thì sẽ có lúc cháu nhận ra cái đó, thì sẽ hiểu được à, thức giữa lòng thực tại nghĩa là cái này đấy, à, cái này đúng lắm. Tình thức giữa lòng thực tại nhận biết mà không có bạn, không phải bằng suy nghĩ. Bây giờ mình chỉ biết suy nghĩ thôi, nhưng mà Dạ nó đúng có rồi, cái suy mình nghĩ, đang dùng cái đầu, tiếp dùng tâm nhận mọi mình, cái bằng suy nghĩ hết, tất bằng cả mọi suy nghĩ cái bằng cháu tư nhận duy biết ra cái nỗi sợ cũng bằng suy nghĩ luôn. Cháu mà. nhận biết mọi thứ bằng suy nghĩ hết thì cháu nhận biết cái đó, nhưng mà cháu cũng không có lơ tơ mơ, cũng chắc bằng suy nghĩ thôi chứ cháu chưa cảm nhận được Thì đó đó, cái thì không gian mà mọi người hay nói. mình dùng cái đầu của mình để mình suy nghĩ, mình làm tính toán, mình tất cả dùng cái đầu hết á, chứ mình không có dùng cái kia nó có sẵn ở đây mà mình chưa dùng tới được. Mà cái đó chính là cái mà làm được báo cáo này nè đó, không ơi cái đó đó giỏi lắm á. Mà hay lắm chú, cháu bị dướng chỗ nào là cháu bị dướng chỗ nào là cháu tìm ra liền. Thì Cháu đó bị dướng cái cháu bị dướng tự nhiên cái cháu nghĩ ủa cái này sao ta, cái này giờ đó sao, đó nhưng mà hỏi tự nhiên cái tuần được rồi, cháu hay lắm, cháu tự tìm ra mà cháu biết tại sao luôn, thì cháu đó biết đó, tại sao. lúc mà cái làm sao đây là cái đó nó chỉ cho mình đó. Cái làm sao đó Nó hay, đó, đó. cháu Thì cứ nghĩ đó trời không biết cái này sao ta, mất thời gian lắm này, bây giờ mình phải tìm hiểu lại. Nói chung cháu cũng nghĩ là làm lâu rồi cháu không có làm á, cháu quên á, cháu quên rồi kiến thức mới, cái những cái mới nó nên là cháu, nhưng mà cháu thấy cháu tìm được, cháu tìm nhanh mà cháu thì thấy cũng hay. Cháu suy nghĩ là mình tưởng tượng nhiều hơn là mình thực tế, cho hiểu không? Ta cứ vào làm đi, cái gì không hiểu thì lên mạng kiếm, đi lên Google, lên bác Google, lên bác Google hỏi đúng bác. là không rồi, cháu không để cháu mở không rồi liên tục, và cháu tìm, và cháu tìm đúng cái thông tin cháu cần luôn, À đó, và đúng 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 cái người mà chia sẻ với cháu về cái vấn đề đó luôn. đúng Công rồi, nhận cũng 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 hay ghê. Xong rồi phải cháu làm tự nhiên cháu nộp được, trời ơi. phải chi lương bớt cho bác Google chứ. Cháu mừng ghê luôn, cháu nộp được. Hôm bữa chủ nhật á, là hôm bữa chủ nhật là cháu đang làm cháu xin nghỉ á chú, là cháu đang trong cái đó nên cháu tập trung cháu làm để Bây giờ cháu 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 xin việc, cứ xin việc làm lại đi, rồi thấy nó sợ nổi lên là nhắn cái chú. Bây giờ chú chuyển dạ dạ nó sợ cái chỗ này này. Nói ra cái cháu thay đỡ lên, cháu thực hành, chú sẽ nhắc cháu. dạ Làm một việc một thôi chứ không có làm trăm việc lúc đó. Cháu thực tưởng vậy thôi, cháu tự làm khó mình thôi. Cứ làm dạ đi, có lương mà sống chứ. Ở nhà dạ rồi đúng rồi chứ. tâm trí nó còn đập cho mình dữ đó. May là vô có tài bất tưởng, mọi người đi làm hết mê ở đây chi Y đó, vậy luôn, đó cháu bị mâu thuẫn đủ thứ hết trời ơi. đi đó, Nói chung là mâu thuẫn đủ trong thứ đầu nó trong đầu, nó cứ câu hỏi câu nói, rồi một mình lười biếng, người ta mà lười biếng chứ đó, không chỉ nó đi phản làm mà đi sao, nó phán xét mình đủ thứ hết. đi đó đó. Thì chú bảo là bây giờ cháu cứ xin việc đi, rồi có cái gì nhắn chú, có cái gì trong bụng dạ nói dạ nhắn chú. Bây giờ nó vậy chú, nó sợ cái này, nó sợ cái kia đó, sợ cái gì nói ra cái đó thì sẽ vượt qua được. dạ 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 Làm cháu một cảm ơn việc chú. thôi chứ không làm trăm việc đâu. Việc gì làm Dạ, làm một được, đúng rồi, thì sẽ làm được làm việc thứ hai, xong việc thứ một làm việc thứ hai cũng là một việc thôi, đúng không? Đâu phải là trăm dạ việc, dạ một việc một thôi, đừng có nghĩ dài quá, đừng nghĩ nhiều quá, cứ làm thôi, có cái gì làm cái đó, dạ cháu dư sức xin việc đúng không? Có kinh nghiệm dạ đó. dạ Nếu như cháu dư sức xin đó gì, công ty kêu đó cháu nhiều lắm nhưng mà cháu không đi dám đó, đi phỏng vấn luôn. thì tại vì mình trong mình bị cái sợ hãi nó làm cho mình tê liệt, làm cho mình hoảng hốt, làm cho mình đè e dè đó. Bây giờ thực hành nhận biết, không có nhớ nhận biết thì ghi ra cái chữ nhận biết để trước mặt mình đó. Hay là NB là nhận biết, nhận biết là viết tắt NB Cháu luôn hay quên, cháu hay quên thiệt, mà tớ trời. Thì không viết nghĩ là ra, thì lại viết quên chuyện xuống, cục. viết xuống chữ nhận biết. Dạ dạ À, làm gì đó có gì dạ nhắn. Ok. dạ 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 Rồi cảm rồi. ơn chú. Rồi chào. Chà, bây giờ mới còn 18 dũng sĩ còn ở đây. Dũng lãnh, dũng sĩ quan có muốn nói gì không? Khánh An có muốn nói gì không? Bạn nào muốn nói thì bật lên. Chào chú Hai nhỉ, chào mọi À, người. chào. Chào cháu, lâu rồi không thấy cháu. Chào Nói thầy về kia, thôi. thế cháu cũng chưa vào được những cái không gian, nhưng mà cháu bây giờ cháu cũng không không quan tâm nhiều nữa.
À, cháu cũng thấy như chú nói, tức là mình cứ vào cái nghe và cứ mở video cái nghe, nhưng mình nghe đừng có cố hiểu cái gì cả, thì cháu thấy như vậy. Đôi lúc là tâm trí mà hỗn độn á, thì mình đôi lúc mình cũng không cần phải thực hành gì, cứ mở video cứ nghe vậy á, thì như có một, cháu cảm giác như có một cái năng lượng gì đó nó kéo mình về và mình bắt đầu tĩnh lại. Và cháu thấy thì thực sự như những cái câu chuyện mà các bạn vừa chia sẻ, cháu thấy thực sự là mình không sống với công việc và không sống với người khác đâu, và cháu thấy là mình đang sống với cái cảm xúc của mình thôi, tức là cái năng lượng của mình ấy. Nhưng những cái hiện tượng như là công việc, người khác á, là nó khởi cho mình, nhưng có cái nhân duyên để nó đẩy một cái năng lượng gì đó trong mình nó lên. Cái thực sự mình khổ ở sự nó sống trực tiếp với cái cảm xúc đó, cảm xúc trong mình chứ không phải sống với người khác. Nhưng mà đôi lúc là mình không không cháu thấy là đôi lúc là mình cứ nghĩ là sống người khác, nhưng thực sự đó một quái trung gian thôi, người khác chỉ là một cái tác động nhân duyên đủ thứ, những cái sống trực tiếp ấy. Thì như vậy mà trong những cái lúc mà mình cứ kỳ vọng một điều gì đó mình sợ hãi, thì mình nhận rõ được cái cảm xúc, cháu nhận rõ cái cảm xúc của mình ấy. Thì mình lúc đó mình nhận biết cái cảm xúc đó, mình có mặt với cái cảm xúc đó, không phải có mặt với người đó, không phải có mặt với cái công việc đó, mà có mặt với cảm xúc đó. Ví dụ như là đôi lúc công việc của cháu cũng cần hoàn thành, thì mình trong đầu mình vẫn biết là mình có cái kỳ vọng là mình phải thế này phải thế kia, và thực sự mình có sợ hãi là nếu mình không đạt được cái đó thì mọi người sẽ nghĩ mình thế này, và bởi vì mình đã xây dựng cho mình một cái cá thể riêng biệt là mình phải thế này. Cho nên là khi đó cháu nhớ lại là chủ là, tức là khi mình khổ là do mình tách biệt. Cháu nhớ những cái câu nhắc thức cho mình, bởi vì lúc đó mình tách biệt mọi người, mình muốn mình phải giỏi, mình phải mọi người phải công nhận mình. Nhưng nếu lúc đó mình không tách biệt nữa, mình nghĩ mình với mọi người là một, mình với tất cả là một, thì lúc đó mình nhận biết, thì mình mà cứ nhận biết mà không không tách biệt nữa, thì mình thấy không còn mình, lúc đó cái khổ nó giảm ngay lập tức và nó bắt đầu mất dần. Nhưng mà chính tất cả những cái kỳ vọng của mình là mình tách biệt, thực ra chỉ là tách biệt thôi, bởi vì mình mà cả vũ trụ nên mình với cả vũ trụ là một. Nước thì sẽ chảy từ trên xuống, thì mình một là trên hoặc là dưới hoặc là giữa, thì mình không thể là mình so sánh được. Nhưng mình do mình cái tách biệt là tôi ở giữa thì không bằng cái trên, không bằng cái dưới hoặc gì đó, thì mình chỉ mình tách biệt như vậy. Trên cháu thấy khi thực hành thì cháu quay về những cái nguyên lý rất là cơ bản đấy, tức là tại sao chịu trách nhiệm 100% về mình. Thực sự là cái cảm xúc đó nó xảy ra là không phải là do người khác, mà người khác chỉ là một cái nhân duyên để giúp cái cảm xúc của mình nó đẩy lên, và đó chính là cái cơ hội để mình giải phóng cái đó. Ví dụ làm một cái việc, ví dụ về công việc ấy, cháu thấy là tức là bản thân cháu cũng nhiều cái lần cháu kỳ vọng, và đôi lúc cháu nghĩ không biết mình có cái cách nào để có thể vượt qua hay không, nhưng mà năm này qua năm khác thì cháu thấy một điều thì nó vẫn vượt qua, có nghĩa là trong tương lai nó vẫn được vượt qua. Nhưng tại thời điểm chưa vượt qua thì mình có cái kỳ vọng, mình là muốn một đạt một thứ gì đó, chính vì mình kỳ vọng cho mình kéo theo sợ hãi. Mà khi mà kéo theo sợ hãi thì cái năng lượng sợ hãi nó thể giam cầm tất cả mọi thứ, mình không nghĩ ra những ý tưởng, mình không bình tâm, thành ra khi đó mình giao tiếp cái năng lượng mình tỏa ra sợ hãi, thì nó khi mà nó sợ hãi nhiều thì nếu mình không biết giải phóng thì mình để hấp dẫn cái nguồn sợ hãi, nó cho mình những cái trải nghiệm rất là sợ hãi. Cho nên cháu thấy là đôi lúc là mình, nếu mà mình cứ kỳ vọng như vậy mình rối bời mà chưa làm cái gì ấy, thì đừng có làm. Mình có thể ngồi lại và mình chỉ đặt câu hỏi là bây giờ cái cảm xúc của mình như thế nào, và mình có mặt với nó, hoặc là mình mở một cái clip trong cái kênh của chủ là mình thấy mình có cảm xúc nào và mình có mặt với nó, và mình cũng xua đuổi, tức là mình xem cái cảm xúc đó, mình chơi với cảm xúc đó, thì cái cảm xúc đó nó đi. Thì trong trong đầu mình lúc đó mình có kỳ vọng là làm thế nào để nó cái thực tại nó xảy ra theo cái ý mình á, thì mình cũng nhận biết cái đó luôn. Mình nhận biết thường là khi mình thực hành một điều gì đó thì mình có một cái kỳ vọng, một cái mong cầu là thực tại nó xóa đi mà theo cái ý mình. Nhưng thực sự là mình không không cần quan tâm cái đó, bởi vì những cái gì bên trong là cái nguyên nhân để nó đẩy ra một cái hình ảnh phản chiếu, như giống như nổi nổi tâm của mình ra một cái tấm gương bên ngoài á. Mình đừng quan trọng cái người trong gương màu xanh hay màu đỏ, mình chỉ cần chỉnh cái người trước gương thôi, và chỉnh người trước gương chỉnh cái cách mình có mặt, và mình nhận rõ cái cảm xúc của mình. Và lúc đó cái cảm xúc rất là hỗn độn, nếu khi mình hỗn độn thì mình lại làm thế nào để nó bình bình tâm, sau đó mình muốn thay đổi vào cái thực tại. Nhưng mà thực tại chỉ thay đổi khi cái nhận thức của mình thay đổi, khi mình
Mình nhìn cái vấn đề đó thay đổi, có thể cái vấn đề đó sẽ không thay đổi, nhưng lúc đó mình chỉ có cái cách nhìn thay đổi thì lúc đó cái cảm xúc mình cũng bắt đầu thay đổi, và thực sự khi đó đã được giải phóng một phần. Cho thấy là khi mà càng rối thì càng muốn thay đổi, càng kỳ vọng, mà lúc đó lại càng càng khổ thêm. Nhưng khi mình lùi lại một bước, mình nhận biết, mình rõ biết những cái cảm xúc, rõ biết chỉ nên rõ biết những cái cảm xúc, những cái năng lượng trong mình. Và mình không tập trung vào cái nhân tố gián tiếp nữa, ví dụ ai làm cho mình, hay là công việc, hay là tiền bạc, hay là tình cảm tác động mình chỉ nhận biết cái trực tiếp của mình, vì cái mình sống hạnh phúc hay vui thì chính mình sống với cái cảm xúc trực tiếp xảy ra trong mình, chứ không phải bên ngoài, xảy ra trong mình. Và vậy mình thực hành ở ngay cái cảm xúc đó. Và thiền sư Thích Thành bảo là có mặt hay là yêu thương hay là từ nó lên thì mình mở cánh cửa cho nó tự giải phóng. Và cái cảm xúc này mình cứ hiểu nên nó là một cái sinh linh, và nó cũng cần được yêu thương giải phóng, và mình ôm nó. Và nó có thể vì cảm xúc này là một cái đứa bé, chẳng đứa con của mình, nó đang muốn được giải phóng, nó rất rất khát khát giải phóng, nhưng mình do cứ đè nén, mình cứ mong cầu chứ nó không được giải phóng. Chỉ những cái lúc mình kỳ vọng, mình muốn thực tại thay đổi là chúng ta đang không không muốn cho nó giải phóng. Còn khi mình có mặt, mình tĩnh tâm lại, mình nhôm ốc nó, và mình xem biết đó chính là những đứa trẻ đấy. Đứa trẻ cái cảm xúc này là người ta ví như đứa trẻ là nó đã giải phóng. Thì lúc này khi mà cảm xúc giải phóng thì kết quả cuối cùng là cái thực tại nó thay đổi một cách mà mình không bao giờ nghĩ nó thay đổi như vậy. Nhưng mà trong cái tâm trí của muốn cái thực tại phải thay đổi, này người này phải làm thay tôi thế này, người này phải đối xử tôi thế này, không quan tâm đến điều đó, bởi vì đó chính là cái hình ảnh phản chiếu nội tâm của mình. Thì lúc đó mình cứ thực tập như vậy. Đương nhiên có những việc mình phải thực tập mất thời gian khá lâu và dành nhân khá nhiều. Nhưng đôi lúc bởi vì có những cái việc nhỏ thì thực tập có thể một tầm một lúc hoặc là một thời gian ngắn, nhưng mà có những cái việc nhưng mình phải kiên trì về thực tập, cái thái độ như vậy thì cháu thấy là khi cháu thực tập với cháu thấy nó hiệu quả, và sau một năm cháu thấy có những cái sự sắp xếp, có những cái sự đảo lại của thực tại mà mình không tính toán nổi ấy. Nhưng mà đôi lúc cái tâm trí cũng muốn là sắp đặt theo cái cấu trúc, theo cái logic, theo cái ý mình và cái tâm trí, thì chia sẻ như vậy. Thì nếu mà mình đang sợ hãi, mình đang một mối lo mà mình không chấp nhận, mình muốn thay đổi, chắc mình muốn thay đổi, mình muốn đừng có lo, thì là không có chấp nhận cái đang là. Cái đang là nó có một mối lo và nó có sự căng thẳng ở trong này. Thì mình phải hiện diện với cái đó á, thì anh nhận biết. Nếu mà mình quan sát được á, mình thoát ra được á, thì mình nhìn từ cái sự nhận biết. Mà nếu không thì mình phải nhận biết cái đó, có mặt với cái đó. Nếu mà mình đang rối bời vì một mối lo, về một cái sự hoảng hốt, mình có thể nhắn qua trong nhóm mình đang như vậy này, nói hết được cái lòng mình á, thì sẽ thoát ra được 5%. Nhưng mình để đầu mình á, nó cứ rối bời như vậy là mình căng thẳng và mình lo lắng một mình thôi. Cho nói đó, mình chỉ sống một mình thôi, mình mở ra chia sẻ với nhóm thì sẽ Và thoát đôi ra. lúc đi bộ cũng được, đi bộ nếu trong trường hợp mình có thể viết, và đôi lúc mình viết mà ngại chia sẻ cho nhỏ, mình viết chứ không gửi đi, mình viết một Đúng cái rồi. ngắn À, nháp chẳng hạn, viết viết xong hết những cái gửi, nỗi lo của mình, đốt đi cũng được, đốt đốt viết đi, hết. gửi cho vũ trụ đó. Tất cả cái nỗi lòng của mình, nỗi niềm của mình nó viết xuống đi, xong rồi đốt. Nếu không có sợ người đại đọc đó, thì làm như vậy cách nào cũng được. Nhưng mà chú Cháu ý là lúc mình viết vào trong nhóm đó, sẽ có những người khác phản hồi cho mình, giúp cho mình nhận ra cái gì đó. Mình nghe cái chuyện đại lòng đó, nó đại giải thoát được 50% rồi, chú chắc chắn như vậy. Mình đúng vậy đấy đại lòng chú. nó được. Cháu cháu thấy là có những một số cái hiện tượng mà khi cháu gặp, tới đôi lúc mình muốn né tránh, mình muốn né đi là cũng là một hiện tượng, tức là mình muốn né đi và mình muốn chèn ép, rồi mình muốn xua đuổi, thì cái đó nên cảm giác, thì cái đó mình phải nhận ra nó rõ. Nếu mà chèn ép thì nó lại khởi lên một cái chỗ nào đó, ví dụ mình xem tivi chẳng hạn, một cái chương trình gì đó, nhưng mà sau nó quay lại thì mình vẫn phải đối mặt, bởi vì là cái cảm xúc đó nó không được giải phóng thì nó vẫn còn ở mãi mãi, mà không ngày nay không ở thì ngày mai nó cứ khởi lại. Chính vì vậy mà nhiều người cứ xem tivi, đi du lịch hay làm gì đó thì cần là người ta muốn né tránh đi, nhưng không đối diện với chính mình. Chứ có nhiều người là ngủ một mình không được đâu, vì không đối diện với chính mình, lúc đó suy nghĩ nó khởi lên rất là nhiều, thì đó chính là cơ hội là mình giúp nó giải phóng. Mà thực chất là cháu thấy là mình phải chấp nhận một điều là trong mình có rất là nhiều thứ cần được giải phóng.
Đôi lúc mình cứ nhưng nghĩ mình tốt là mình tại sao lại vậy, tại sao lại vậy chủ, tại sao lại trách nhiều mình vậy, rồi, trách mình nhưng rồi mà nôn mình nóng phải chấp nhận mà cái điều là nữa. cái gì nó xảy lên thì mình biết cái cảm xúc đó mình giải phóng thôi, cũng chẳng vấn đề gì nhiều. Muốn giải phóng thì phải có mặt với nó, phải nhận diện, phải không can thiệp, phải cho nó hiện diện, đúng không? Nhưng mình can thiệp vào mình đè nén xua đuổi thì nó không được, không làm được. Cảm ơn Và cháu. cũng nhắc thức các chú, nhắc thức là mình không phải là cái đó chứ mình lo cái gì. À, ví dụ cái sợ hãi và cái kỳ vọng nó lên, mình cũng phải cái nỗi sợ, mình là cái nhận biết thì nó cũng nó nhắc thức cũng cũng là cách để mình dễ vượt qua. Vì chú có bài cái chữ nerti đó, mình cũng phải là cái này, thấy cái gì nói liền, nerti liền, thấy mới nghĩ là nói liền, thấy một cảm xúc nói liền, nerti, mình cũng phải là cái này đó. Cái nghĩa của chữ nerti là như vậy đó, nhưng mà nó ngắn hơn, mình không phải là cái này thì nó dài quá thì nó là nerti. Cảm ơn cháu. Cảm ơn chủ. Nếu mà mình có vấn đề gì đó, mình mở lòng chia sẻ với nhau. Nếu không được thì viết xuống xong rồi đốt. Cách nào cũng được, phải 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 mang ý thức mình vào cái vấn đề đó, mình phải có mặt với nó thì nó mới có cái hội chuyển hóa được. Mà mình nhận diện, chấp nhận nó đang như vậy đó, đón nhận nó đang như vậy, thay vì mình đè nén xua đuổi không muốn nó đó, tất cả những cái đó đó có đang áp từ cả đấu tranh, mình đè nó ra, mình đẩy nó đẩy lại vậy đó. Mà cái đang là nó đang như vậy đúng không, mình đâu có thể chối bỏ được, nhưng mà mình vẫn làm, mình vẫn cố dùng tâm trí để mình xua đuổi, đè nén, đấu tranh với nó. Mình không có chấp nhận nó đang như vậy. Bây giờ một đứa con mình nó khóc, mình bảo nín đi chỗ khác chơi, vô phòng đi quỳ đó, vậy mình làm như vậy đó với những cảm xúc của trong mình. Bây giờ mình chấm dứt ở đây ha. Chú cảm ơn tất cả các bạn vẫn còn ở lại đây. Việt Thắng, Khánh An, Chi Hà, cô Linda, Hoàng Tĩnh, Khánh Uyên, Đăng Quang, Dược Đông, Mai Thi, Thanh Tuyền, cô Lý, Thu Hiền, Mỹ Vân. Mình dừng ở đây ha. Cũng dài lắm rồi. Chào, chào Hà, chào tất cả.